Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 42. Cô gái đó rất đẹp, trong số những nữ nhân Dương Diệp biết, chỉ ít nàng ta cũng đứng top 5. Dương Diệp nói, ta thừa nhận người rất đẹp, nam nhân nhìn thấy hẳn là sẽ động lòng, chỉ ít trên cơ thể nhất định sẽ rung động. Có điều ta không có hứng thú với thứ người khác đã dùng. Hơn nữa các ngươi lại dùng mỹ sắc để mê hoặc ta, đây quả thực là đang sỉ nhục trí thông minh của ta, ta là loại người như vậy sao? Đừng nói nhảm thêm nữa, nếu người chính là thứ gọi là thành ý của chủ nhân người, giữa chúng ta không cần phải nói tiếp nữa. Ngươi chắc chắn ta sẽ giữ lại ta. Giọng nữ tử rất bình tĩnh, có vẻ như cũng không quan tâm đến lời nói của Dương Diệp. Ngươi có muốn thử không? Dương Diệp nói. Nữ tử im lặng một lúc sau đó nói. Tây vực dưới sự trinh phạt của Trương Tây Đại Tướng Quân, thuộc hạ của La Tuấn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tháng này Tây vực sẽ rơi vào tay La Tuấn. Lúc đó hắn ta sẽ được củng cố khí vận vương đạo, nắm trong tay nhân hoàng kiếm, cường giả cảnh giới tôn giả chỉ như con kiến hôi trước mặt hắn ta. Nếu càn khôn đồ lại rơi vào tay hắn ta, không ai có thể ngăn cản hắn ta thành vua của loài người nữa. Dương Diệp nhìn nữ tử, đợi đối phương nói tiếp. Nữ tử tiếp tục nói. Bọn ta có người đã ở vùng đất hoang dã, nhưng với thực lực người của bọn ta căn bản là không thể nào chống lại được La Tuấn. Bởi vì lúc này bên cạnh La Tuấn có 5 tên cường giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm, 10 tên cường giả cảnh giới tôn giả ngũ phẩm. 15 tên cường giả cảnh giới tôn giả này không có chút dấu vết bốc hơi nào, không phải bò ra từ đống thi thể chính là được bồi dưỡng từ sự huấn luyện tàn khốc ở đế quốc. Ngươi muốn gì? Dương Diệp nói. Nữ tử nói. Cho dù ngươi đến được vùng đất hoang dã, nhưng trước mặt nhiều cường giả của La Tuấn như vậy, e là cũng chỉ có thể chạy trối chết. Chỉ có hợp tác cùng nhau chúng ta mới có thể chống lại được La Tuấn, cũng chỉ có hợp tác mà thôi, bởi vì bây giờ chỉ dựa vào bất kỳ một thế lực nào cũng đều không cách nào chống lại được La Tuấn. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử, nói. Ý của ta là, các ngươi hẳn cũng rõ, đó chính là ngăn cản La Tuấn thu được càn khôn đồ. Cũng chính là cho dù chúng ta không hợp tác cùng nhau thì mục đích của chúng ta cũng là một. Hay nói cách khác, các ngươi tới tìm ta hợp tác e là không chỉ có như vậy. Ta là người thẳng tính, không thích quanh co lòng vòng, có cái gì thì cái đó, hiểu không? Tam hoàng tử hy vọng ngươi giúp hắn ta đạt được càn khôn đồ. Nữ tử nói. Dương Diệp sửng sốt, sau đó lắc đầu cười, nói. Càn khôn đồ là đạo khí, các ngươi có thể mở miệng ta rất ngạc nhiên. Các ngươi sẽ trả thù lao cho ta như thế nào? Nếu thù lao này chính là người thì ta chỉ có thể cười ha ha. Nữ tử nói. Thực ra bây giờ nói chuyện này vẫn hơi sớm, không phải sao? Nếu như chúng ta tự mình có được càn khôn đồ, hoặc là càn khôn đồ rơi vào tay La Tuấn, vậy bây giờ chúng ta cam kết cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bây giờ chúng ta cần hợp tác cùng nhau chống tại La Tuấn, ít nhất là trước khi càn khôn đồ vẫn chưa có chủ nhân, người cảm thấy thế nào? Hợp tác kiểu gì? Dương Diệp có chút hứng thú. Cùng nhau gây phiền phức cho La Tuấn là được, người cảm thấy thế nào? Nữ tử nói. Dương Diệp nói. Các ngươi có bao nhiêu cường giả ở vùng đất hoang dã? Nữ tử im lặng, hiển nhiên đang do dự có nói hay không. Đây chính là cái mà người gọi là thành ý. Dương Diệp châm chọc nói. 2 cường giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm, 5 cường giả cảnh giới tôn giả ngũ phẩm. Còn có 5 cường giả cảnh giới tôn giả ngũ phẩm trở xuống. Nữ tử nói. Ít vậy sao? Dương Diệp thốt ra, nói. La Tuấn người ta có 5 tên cường giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm, các ngươi chỉ có 2, cứ như vậy đi chống lại người ta, không phải là muốn chết sao? Vậy còn ngươi? Nữ tử nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi có mấy người? Dương Diệp. Chấm. Cho dù như thế nào, chúng ta hợp tác thì đôi bên đều có lợi. Không phải sao? Nữ tử nói. Dương Diệp im lặng một hồi, sau đó nói. Vấn đề cuối cùng, ta đã dùng các cách để che giấu đi khí tức của mình, đồng thời thanh trừ thứ La Tuấn dùng để giám sát ta. Thế nhưng đế quốc đỉnh Hán vẫn có thể biết được hành tung của ta, còn cả ngươi nữa, ngươi cũng có thể tìm được ta. Có thể nói cho ta biết nguyên nhân không? Hay là, đế quốc đỉnh Hán đã có cường giả kỳ hoàng giả ra tay? Không có cường giả kỳ hoàng giả ra tay điều tra tin tức của ngươi. Nữ tử nói. Đừng xem thường vào thực lực của đế quốc đỉnh Hán, đặc biệt là chuyên môn tình báo, nếu như bọn chúng muốn điều tra hành tung của một người,
chỉ cần là ở trung vực, bọn chúng sẽ nhất định tra ra được. Bởi vì hễ là trong phạm vi đế quốc đỉnh Hán để có ba tấm lưới, tên là Thiên Võng, Địa Võng và Nhân Võng. Ba tấm lưới này bao trùm toàn bộ đế quốc đỉnh Hán. Bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Thiên Võng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn con đại bàng màu bạc trên đám mây, con đại bàng này chắc là một trong những Thiên Võng. Quả nhiên không hổ là đế quốc cổ xưa nhất, xem ra sau này mình càng phải cẩn thận hơn. Nữ tử nói, ta tên là Tử Huyên, đến vùng đất hoang dã ta sẽ liên lạc với ngươi. Nhớ kỹ, đừng xuất hiện ở địa bàn của đế quốc đỉnh Hán, bởi vì chỉ cần ngươi xuất hiện trong phạm vi thế lực của đế quốc đỉnh Hán, ngươi sẽ bị bại lộ hành tung của mình. Cho nên tiếp tục đi trên con đường ngươi lựa chọn sẽ chỉ có nguy hiểm, có điều đối với ngươi chắc là không có gì. Nói dứt lời nữ tử xoay người, có vẻ như nghĩ tới điều gì, nàng lại nói. Còn nữa, ta chưa hề bị ai dùng cả. Nói xong không đứng lại nữa, thân hình nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp. Trên đường toàn là đầm lầy, mấy người Lục Hà không ngừng đánh chém hơn 10 con cá sấu ăn thịt người xung quanh bọn họ. Khi tiến vào đầm lầy, lúc mới đầu còn tạm được, chỉ có mấy con cá sấu con xuất hiện, nhưng khi mây người bọn họ đi đến vị trí lúc này, không biết tại sao cá sấu ăn thịt người lập tức tăng lên hơn 10 con. Những con cá sấu non này đều tương đương với huyền giả loài người kỳ linh. Giá! Dưới sự bao vây tấn công của hơn 10 con cá sấu, mọi người cũng đã bị thương ở mức độ khác nhau, nghiêm trọng nhất là hai người Tư Không Minh và Lục Hà, lúc này quần áo trên người bọn họ nhuốm từng mảng đỏ tươi. Hiển nhiên trên người bọn họ đã bị thương nặng. Mà Lục Kiếm Giao và Mạc Khinh Nguyệt thì đỡ hơn, hai người chỉ có vẻ hơi chật vật mà thôi. Có thể chúng ta đã bước vào địa bàn của cá sấu ăn thịt người, nếu không không thể nào có nhiều cá sấu bao vây tấn công chúng ta như vậy được. Mạc Khinh Nguyệt vừa ra tay vừa nói. Làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy nữa thì hai người bọn họ có thể sẽ chết mất. Lục Kiếm Giao bổ một kiếm vào người cá sấu. Nhưng chỉ để lại một vết máu trên người con cá sấu kia chứ không xẻ đôi được nó. Mấy tên này ra quá dày rồi, còn tiếp tục như vậy chúng ta cũng không kiên trì được bao lâu. Đê Lục Hà, Tư Không Minh, hai người mau lui xuống trước đi, ta và Kiếm Giao ngăn cản chúng. Mạc Khinh Nguyệt trầm giọng nói. Không được. Lục Hà lắc đầu, dứt khoát nói. Chỉ cần hai bọn ta lui một cái là các ngươi sẽ phải gánh chịu càng nhiều sự tấn công của cá sấu hơn. Như vậy sẽ hại chết mọi người. Muốn lui thì cùng nhau lui. Nhìn một đàn cá sấu đang điên cuồng lao về phía trước mặt hắn. Tư Không Minh cũng nói. Lục huynh nói phải, tình hình này nếu như chúng ta lui, chắc chắn hai người các huynh không có đường sống. Hơn nữa bỏ lại bạn đồng hành của mình bỏ chạy lấy thân, chuyện này Tư Không Minh ta không làm nổi. Ha ha Lục Hà, Tư Không Minh, không ngờ các ngươi lại ở đây, thật là khiến chúng ta dễ tìm. Đúng lúc này hai người đàn ông xuất hiện phía sau đám người khoảng mấy chục trường. Một người đàn ông trong số đó quen biết đám người Lục Hà, chính là tên Dạ Thịnh kia. Nhìn đám người Lục Hà đang bị cá sấu tấn công, trên mặt Dạ Thịnh chứa ý cười thỏa mãn, nói. Cha cha, Lục Hà, không ngờ các ngươi lại thảm như vậy. Được rồi, Nguyên Đàm tiền bối, tên Dương Diệp Siết đệ tử của Vô Cực Tông người chính là cùng phe với đám người này. Nếu người muốn tìm tên Dương Diệp kia thì hãy hỏi mấy tên này, chắc chắn bọn chúng biết. Người đàn ông tên Vân Đàm kiếp nhìn mấy người Lục Hà, sau đó hừ lạnh một tiếng nói. Chỉ là kỳ linh giả cũng dám đánh giết tới đầm lầy, đúng là không biết sống chết. Dạ Thịnh cười nói. Nguyên Đàm tiền bối, mấy người này lai lịch không bình thường, tên này chính là thiên tài của Thanh Nguyên Tông, tên là Lục Hà, tên kia là thế tử của Tư Không Gia, còn nữ tử bên cạnh nghe nói là họ Mạc. Chỉ là không biết có phải người của Mạc gia hay không, còn người dùng kiếm bên cạnh. Nói đến đây, trong mắt Dạ Thịnh lóe lên tia sáng lạnh lùng, nói. Nữ nhân này đến từ Nam Vực, hơn nữa có vẻ như nàng ta quen biết Dương Diệp, tiền bối, bắt lấy nàng ta sẽ không chỉ có được biết được thông tin của Dương Diệp, có lẽ còn có thể bắt được hắn. Ồ, ánh mắt Nguyên Đàm nhìn đến Lục Kiếm Giao. Nguyên tiền bối, tại hạ là Lục Hà của Thanh Nguyên Tông, vẫn xin tiền. Bối ra tay tương trợ, tại hạ nhất định sẽ cảm kích vô cùng. Lục Hà biết tên cường giả cảnh giới tôn giả của Vô Cực Tông đột nhiên xuất hiện trước mắt này là hy vọng duy nhất của bọn họ lúc này, nếu còn tiếp tục, chắc chắn hắn không cách nào chống đỡ được tiếp. Cảm kích vô cùng thế nào? Nguyên Đàm rất có hứng thú.
Ầm. Lục Hà tung một quyền đánh lui đám cá sấu, nhưng khi đám cá sấu bị đánh lui, cái đuôi chợt ầm một cái quét qua vai phải của hắn, Lục Hà trực tiếp bay ra ngoài, cũng may đúng lúc mấu chốt, Từ Không Minh bên cạnh hắn kịp thời kéo hắn lại, nếu không hắn đã rơi xuống đầm lầy rồi. 30 viên đá năng lượng cực phẩm. Sau khi đáp đất, Lục Hà nghiến răng nói. Ít quá. Nguyên Đàm lắc đầu. Khóe miệng Lục Hà giật một cái, khi nhìn thấy 5 con cá sấu đang nhào về phía này, Lục Hà chợt cắn răng một cái, nói. 80 viên đá năng lượng cực phẩm, tiền bối, đây là tất cả của cải lúc này của vãn bối. Vào lúc này, tim hắn đang rỉ máu. Giao dịch thành công. Khóe miệng Nguyên Đàm hơi cong lên, thân hình chớp mắt biến mất ngay tại chỗ, không đến một hơi thở ông ta đã trở lại chỗ cũ, mà trên tay ông ta có thêm Lục Hà. Lục Hà lập tức ngồi dưới đất, thở dốc từng hơi một, trên mặt vẫn mang theo vẻ tái nhợt và hoảng sợ. Cảm giác sắp chết như vừa rồi thật sự là quá khủng khiếp. Lục Hà đưa đá năng lượng cực phẩm cho Nguyên Đàm, nhưng nghĩ tới điều gì, hắn nhìn về phía xa xa, nói. Tiền bối, bọn họ, vẫn mong tiền bối. Nguyên Đàm nhận đá năng lượng cực phẩm, cười lạnh một tiếng, cắt ngang lời Lục Hà. Ta chỉ đồng ý cứu ngươi chứ không đồng ý cứu bọn họ. Ông, Lục Hà nghĩ gì đó nhưng bị Nguyên Đàm hung hăng liếc mắt, nói. Nếu ngươi muốn cứu bọn họ thì tự mình qua đó đi. Mặt Lục Hà trắng bệch, môi khẽ giật nhưng không nói được lời nào. Hừ, khóe miệng Nguyên Đàm cong lên một nụ cười châm chọc, sau đó nhìn về phía 3 người đang chống đỡ ở đằng kia, trong mắt tràn đầy vẻ nghĩ ngợi. Tiền bối, tại hạ có một quyển huyền kỹ năng thiên cấp hạ phẩm. Không bao lâu, Từ Không Minh cũng không chịu nổi. Không có sự giúp đỡ ngăn cản của Lục Hà, cá sấu xung quanh càng ngày càng nhiều. Tuy có Lục Kiếm Giao và Mạc Khinh Nguyệt hỗ trợ ngăn cản, thế nhưng thực lực bản thân hắn yếu kém, lại thêm lúc trước đã bị thương nặng, vào lúc này hắn đã thật sự không chịu nổi nữa. Trước mắt sáng lên, Từ Không Minh phát hiện mình đã thoát khỏi vòng chiến đấu, ở bên cạnh Nguyên Đàm. Từ Không Minh không hối hận, lúc này hắn cũng không dám hối hận, lập tức chắp tay với Nguyên Đàm. Nhìn thoáng qua Lục Kiếm Giao và Lục Kiếm Giao đang đau khổ chống đỡ ở bên cạnh, do dự một chút, nói. Tiền bối, cầu xin tiền bối. Nguyên Đàm phất tay, nói. Hai người bọn họ còn không vội, người gấp gáp cái gì, nếu muốn anh hùng cứu mỹ nhân vậy thì tự mình ra đó đi, ta cam đoan sẽ không cản ngươi. Sắc mặt Từ Không Minh có chút khó coi, nhìn hai nữ tử bị cá sấu bao vây tấn công, trong mắt Từ Không Minh rằng co một hồi. Do dự một lúc, Từ Không Minh thấp giọng thở dài sau đó ngồi bệt xuống đất lấy thuốc trị thương ra chữa thương cho mình. Hắn biết rõ nếu bây giờ còn ra đó, chẳng những không giúp được hai nàng mà còn trở thành gánh nặng của bọn họ. Nói cho cùng, mọi người chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Ở phía xa, trong mắt Mạc Khinh Nguyệt và Lục Kiếm Giao có vẻ thất vọng. Cho dù là ai bị bỏ rơi, trong lòng cũng không dễ chịu gì. Thứ gọi là tính người chỉ giống như lòng người thôi, dễ thay đổi và khó lường, cũng không chịu nổi thử thách, đặc biệt là thử thách sống chết. Mạc cô nương, với thực lực của Mạc gia ngươi, lấy ra 80 viên đá năng lượng cực phẩm không phải dễ rồi sao? Lúc này Lục Hà đột nhiên nói. 80 viên đá năng lượng cực phẩm. Nguyên Đàm lắc đầu, cười lạnh nói. Bây giờ không phải là cái giá này nữa, 500 viên đá năng lượng cực phẩm, lấy ra 500 viên đá năng lượng cực phẩm thì ta sẽ ra tay. Đương nhiên hai người đều là người đẹp, nếu hai người nguyện ý lấy thân báo đáp thì ta cũng sẽ không từ chối. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiền bối. Nguyên Đàm quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm Lục Hà đang định nói gì đó, người sau run lên trong lòng, lập tức ngậm miệng. Tiền bối có hứng thú với hai nàng ta? Dạ Thịnh ở một bên hỏi. Nguyên Đàm nói. Đúng là có chút hứng thú, có điều bản nhân vẫn luôn không thích cưỡng ép. Dạ Thịnh hiểu, vị tiền bối trước mắt này là muốn hai nàng chủ động cầu xin ông ta, hiểu ra điểm ấy. Hắn ta không nhiều lời nữa, lui qua một bên, ánh mắt bắt đầu nhìn về phía xa. Giữa đầm, Lục Kiếm Giao vung trường kiếm trong tay lên, từng đường kiếm khí bật ra, tuy kiếm khí của nàng có thể phá vỡ được sự phòng ngự của những con cá sấu này, thế nhưng lại không thể tạo thành vết thương chí mạng cho chúng. Hơn nữa cộng thêm máu tươi trong đầm ngày càng nhiều lên, như ngửi được mùi máu tanh hấp dẫn, số lượng đám cá sấu ngày càng nhiều lên, khiến hai nàng đã sắp không chống nổi nữa. Khinh Nguyệt. Còn tiếp tục như vậy chúng ta phải bỏ mạng ở đây mất.
Lục kiếm giao xích lại gần Mạc Khinh Nguyệt, vẻ mặt nghiêm túc nói. Sắc mặt Mạc Khinh Nguyệt cực kỳ nghiêm trọng, đám cá sấu này không chỉ ngày càng đông lên mà còn ngày càng điên cuồng. Hiện giờ hai người bọn họ cũng gần như đã đạt đến cực hạn, hơn nữa huyền khí trong cơ thể cũng sắp cạn kiệt, nhiều nhất không đến nửa khắc đồng hồ nữa, hai người bọn họ cũng sẽ bị những con cá sấu này xé xác nuốt trọn. Nghĩ vậy, trong mắt Mạc Khinh Nguyệt lóe lên vẻ tàn nhẫn nói. Kiếm dao, cô lùi sang bên cạnh ta, yểm hộ cho ta. Lục kiếm dao không chần chừ gì, thân hình chớp một cái rút đến bên cạnh Khinh Nguyệt, sau đó trường kiếm điên cuồng múa lên. Mà ở bên cạnh nàng, huyền khí trong cơ thể Mạc Khinh Nguyệt đang điên cuồng trào ra, linh khí của trời đất ở xung quanh như cũng chịu sự dẫn dắt, ngang nhiên điên cuồng lao về phía cô, một vòng xoáy năng lượng xuất hiện quanh người Mạc Khinh Nguyệt. Ít nhất là huyền kỹ năng thiên cấp trung phẩm trở lên. Một bên, mấy người Lục Hà biến sắc, sắc mặt Nguyên Đàm cũng khẽ biến, ông ta không ngờ nữ tử trước mặt này lại có thể thi triển huyền kỹ năng thiên cấp trung phẩm. Với thực lực của kỳ linh giả, thiên phú và thực lực của người có thể thi triển huyền kỹ năng thiên cấp trung phẩm chắc chắn là rất khó để hình dung. Phải biết rằng huyền kỹ năng thiên cấp trung phẩm và trung phẩm trở yên không chỉ vô cùng khó tu luyện mà còn rất khó thi triển, sơ sót một cái là sẽ bị cắn ngược lại. Mà nữ tử trước mặt này thể hiện rõ là rất tự tin. Huyễn ảnh thiên sát trưởng. Mạc Khinh Nguyệt quát lên một tiếng, hai trưởng chợt tung lên khoảng không trước mặt, lập tức không gian rung chuyển một trận, tiếp theo, vô số trưởng ấn năng lượng chợt hiện ra từ hai tay Mạc Khinh Nguyệt, sau đó bắn về phía đám cá sấu xung quanh. Chưa đến một hơi thở, giữa đầm đã xuất hiện mấy trăm trưởng ấn năng lượng. Phàm là những con cá sấu bị những trưởng ấn này chạm tới đều kêu rên một trận, sau đó nhanh chóng bỏ chạy khỏi đầm lầy. Chúng ta đi. Lúc này Mạc Khinh Nguyệt đột nhiên nói với Lục Kiếm Giao đang có chút ngẩn người. Lục Kiếm Giao hoàn hồn, nhìn Mạc Khinh Nguyệt sắc mặt trắng bệch, yếu đến sắp đứng không vững kia, trong lòng kinh ngạc, sau đó đưa tay đỡ lấy Mạc Khinh Nguyệt chạy như bay. Lục Kiếm Giao không phải kẻ ngốc, không chạy về phía Nguyên Đàm kia mà kéo theo Mạc Khinh Nguyệt chạy trốn về hướng khác. Có điều hiển nhiên là Nguyên Đàm không muốn buông tha cho bọn họ, xuất hiện trước mặt bọn họ, chặn bọn họ lại. Ngươi làm gì vậy? Lục Kiếm Giao cả giận nói, các hạ thật sự không nhận ra Mạc gia ta sao? Trên mặt Mạc Khinh Nguyệt ẩn chứa một vẻ tức giận, Mạc gia. Nguyên Đàm hừ lạnh một tiếng nói, Mạc tiểu thư, đương nhiên ta không dám đắc tội Mạc gia ngươi, có điều nữ nhân bên cạnh người biết tung tích của Dương Diệp, ta ra tay với nàng ta cũng không liên quan gì đến Mạc gia người chứ. Nàng ấy là bằng hữu của ta. Sắc mặt Mạc Khinh Nguyệt có chút khó coi, đương nhiên nàng biết người trước mắt này có ý gì. Bắt Lục Kiếm Giao lại, với tình trạng hiện giờ của nàng ấy, ngoài cầu xin ông ta căn bản không còn con đường. Nào khác, bằng hữu. Nguyên Đàm cười lạnh một tiếng, nói. Mạc tiểu thư, người thật sự cho rằng Mạc gia người là vô địch sao? Ông ta nói rồi vươn tay bắt lấy Lục Kiếm Giao. Lục Kiếm Giao biến sắc, lúc này nàng đã là nỏ mạnh hết đà, nào còn là đối thủ của một cường giả cảnh giới tôn giả chứ, thấy cánh tay kia chộp tới. Nàng muốn phản kháng cũng là hữu tâm vô lực. Chíu. Bỗng có tiếng xé gió vang lên. Tiếp theo, một bóng người xuất hiện trước mặt Lục Kiếm Giao. Bóng người này không phải của ai khác, chính là Dương Diệp vội vã chạy tới đây. Nhờ đại bàng màu bạc, hắn sớm đã phát hiện mấy người gặp nguy hiểm, vì vậy vội vã khoác áo choàng chạy tới đây. Vẫn may là không tới trễ. Nhìn cánh tay vươn tới kia, khóe miệng Dương Diệp lộ ra một sự tàn nhẫn. Đánh về phía cánh tay. Một chưởng đánh vào cánh tay của Nguyên Đàm, một sức mạnh cực lớn từ trên tay truyền tới khiến cho sắc mặt của Nguyên Đàm đại biến, mà những người khác liên tục lùi lại hơn 20 bước. Ngươi là ai? Nguyên Đàm nghiêm túc nhìn Dương Diệp, chậm rãi giấu cánh tay phải ra phía sau, cái tay đó đang run rẩy. Thấy Dương Diệp xuất hiện, Lục Kiếm Giao thở phào một hơi, người này còn không xuất hiện thì hôm nay hai nàng sẽ chết ở chỗ này. Mạc Khinh Nguyệt ở bên cạnh cũng thở dài một hơi, cho dù thế nào bây giờ chắc chắn bọn họ cũng an toàn rồi. Tuy người trước mắt này chỉ ở kỳ linh giả, nhưng nàng rất có lòng tin đối với thực lực của đối phương. Diệp huynh. Đúng lúc này Lục Hà bên cạnh muốn nói gì đó, Dương Diệp lại trực tiếp phất tay áo. Nhờ con đại bàng, hắn hoàn toàn rõ ràng chuyện gì đã xảy ra trước đó. Hắn vốn dĩ còn cho rằng có thể kết giao với hai người này một chút. Nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn không cần nữa. Thấy thế, sắc mặt hai người Lục Hà và Tư Không Minh thay đổi đến khó coi.
Nguyên tiền bối, người này chính là Dương Diệp, chính là hắn đã giết đệ tử của Vô Cực Tông người. Dạ Thịnh trầm giọng nói. Nguyên Đàm nhìn về phía Dương Diệp nói. Ngươi, nói đến đây con ngươi của ông ta co lại, bởi vì người đứng trước mặt ông ta đã lao tới sát trước mặt ông ta, một nắm đấm đang phóng to trước mắt ông ta với tốc độ kinh hoàng. Dương Diệp cũng không quen phí lời. Nguyên Đàm nổi giận, người trước mắt này chỉ là một tên kỳ linh giả mà lại càn rỡ hơn cả cường giả cảnh giới tôn giả nhị phẩm như ông ta. Chân phải trượt bước, Nguyên Đàm trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã cách xa mười mấy trượng, tay trái chợt tung mạnh về phía Dương Diệp. Lồng không gian, cơ thể Dương Diệp hơi khựng lại, sau một khắc nắm tay Dương Diệp chợt xoay tròn, loảng xoảng một tiếng, chiếc lồng không gian tức thì bị nghiền nát, mà Dương Diệp thì đã tới trước mặt Nguyên Đàm. Lúc này đây Dương Diệp không cho Nguyên Đàm cơ hội, tốc độ tăng gấp đôi so với trước kia. Tấn công trực tiếp, đánh một quyền về phía Nguyên Đàm. Nhìn thấy Dương Diệp phá vỡ lồng không gian, trong lòng Nguyên Đàm hoảng hốt, ông ta không ngờ con kiến hôi kỳ kinh giả trước mắt này tại có thể phá vỡ cả lồng không gian. Rốt cuộc năng lực của hắn kinh khủng cỡ nào? Hắn là yêu thú tôn cấp sao? Ông ta đã không có thời gian suy nghĩ những thứ này nữa, bởi vì nắm đấm của Dương Diệp đã tới trước đầu ông ta. Cảm giác được lực lượng điên cuồng trong nắm đấm kia, Nguyên Đàm không dám khinh thường cũng không dám đón đỡ, đang định tránh ra. Mà tốc độ của Dương Diệp lại đột nhiên trở nên nhanh hơn, đánh một quyền vào mặt ông ta. Hét thảm một tiếng, Nguyên Đàm trực tiếp ngã bay ra ngoài, trên không Dương Diệp cũng tung người kên, đưa tay tóm lấy bả vai Nguyên Đàm, tay trái mạnh mẽ đánh vào hầu Nguyên Đàm, chỉ nghe soạt một tiếng, trong mắt Nguyên Đàm không có màu sắc nữa. Một bên, Dạ Thinh và Lục Hà, còn có Tư Không Minh ngây ra như phỗng. Một cường giả cảnh giới tôn giả nhị phẩm. Hơn nữa còn là cường giả cảnh giới tôn giả bước ra từ tông môn, cứ như vậy mà chết trong tay Dương Diệp sao? Hơn nữa hầu như không có sức đánh trả, Dương Diệp này chẳng lẽ là võ thần trong truyền thuyết sao? Quả thực, nếu không phải Dương Diệp là nam, bọn họ tuyệt đối sẽ cho rằng Dương Diệp chính là võ thần. Bởi vì An Nam Tĩnh trong truyền thuyết chính là quyền pháp vô song. Lấy nhẫn chứa đồ trong tay Nguyên Đàm xuống, lướt qua đồ đạc bên trong, Dương Diệp bĩu môi. Những cường giả cảnh giới tôn giả này thật sự là một kẻ nghèo. Đá năng lượng cực phẩm lại không đến 500 viên, có điều vẫn may, trong đó có một quyển huyền kỹ năng thiên cấp hạ phẩm, nếu lấy bán đi có thể bán được giá tốt. Hửm, muốn chạy. Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Thịnh đã đứng cách đó hơn 30 trượng, khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh, người trước mắt này 5 lần 7 lượt muốn hắn chết. Ở Thiên Vũ Thành, nếu như không phải sợ phiền phức thì hắn đã kết liễu đối phương từ lâu rồi. Có điều cũng tốt, bây giờ cũng chưa muộn. Thân hình khẽ động, chỉ hai hơi thở Dương Diệp đã đuổi kịp Dạ Thịnh. Dạ Thịnh muốn nói gì đó nhưng Dương Diệp không cho hắn ta cơ hội, trực tiếp đánh một quyền khiến đối phương bắn xa hơn 10 trượng. Làm xong tất cả những chuyện này, Dương Diệp đi tới bên cạnh hai người Lục Kiếm Giao và Mạc Khinh Nguyệt, sau đó lấy ra hai lá bùa trị liệu siêu phẩm dán lên người bọn họ. Một lát sau hai người gần như hoàn toàn hồi phục, Dương Diệp gật đầu nói. Chúng ta đi thôi. Lục Hà bọn họ. Mạc Khinh Nguyệt thoáng nhìn qua Lục Hà và Tư Không Minh ở bên cạnh, lúc này hai người bọn họ đã trọng thương, nếu bọn họ còn ở tại đây thì tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Dương Diệp liếc mắt nhìn Lục Hà cùng Tư Không Minh, hai người lúc này cũng đang nhìn hắn, trong mắt có vẻ xấu hổ. Bất kể là lý do gì đi nữa vứt bỏ bằng hữu trong đội cũng không phải là chuyện vinh quang gì. Hơn nữa trước lúc đó, Lục Kiếm Giao cùng Mạc Khinh Nguyệt còn để cho hai người bọn họ đi trước, dưới tình huống đó thực lực của Lục Kiếm Giao cùng Mạc Khinh Nguyệt là có thể rút đi, nhưng hai người bọn họ không làm như thế. Mà hai người bọn họ lại làm như vậy. Tuy nhiên rất nhanh, lòng muốn được sống đã đè sự xấu hổ xuống, Lục Hà nói. Diệp huynh, chuyện này là ta với Tư Không huynh không đúng, chúng ta xin lỗi. Chúng ta không cầu Diệp huynh có thể tiếp tục dẫn chúng ta đi tới di tích thánh giả. Chỉ hy vọng Diệp huynh xem trên phần tình cảm lúc trước đưa chúng ta về Thiên Vũ Thành. Tư Không Minh cũng nói. Diệp huynh, hai người chúng ta lúc trước quả thật làm chuyện không phải người làm, nhưng trong tình huống lúc đó hai người chúng ta căn bản không có cách nào khác. Nếu như chúng ta không lùi đi, chỉ sẽ trở thành gánh nặng của Lục cô nương cùng Mạc cô nương, rút đi trái lại còn có thể giảm bớt áp lực cho Lục cô nương và Mạc cô nương. Ta nghĩ bất cứ người nào ở trong tình huống như vậy chắc hẳn cũng đều sẽ lựa chọn như chúng ta. Dương Diệp lắc đầu, nói. Mỗi người đều có lựa chọn của mình,
Các ngươi có lựa chọn của các ngươi, ta không có quyền can thiệp, cũng không tư cách, cũng không thể nói lựa chọn của các ngươi chính là sai. Nhưng nếu các ngươi đã lựa chọn vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả cho lựa chọn của các ngươi. Trước đó các ngươi lựa chọn vứt bỏ các nàng, như vậy bây giờ ta lựa chọn vứt bỏ các ngươi, rất công bằng. Dương Diệp không phải giảng giải về đạo đức, dưới tình huống sống chết đó đối phương lựa chọn sống không có gì đáng trách. Nhưng giống như hắn nói mỗi người đều phải gánh trách nhiệm và hậu quả vì lựa chọn của mình. Nghe Dương Diệp nói vậy sắc mặt của Lục Hà cùng Tư Không vốn đã tái nhợt giờ lại càng trắng hơn. Hai người còn suy nghĩ gì nữa, nhưng Dương Diệp đã lôi kéo hai nữ nhân đi rồi. Dần dần, sự khủng hoảng trong mắt hai người trở thành oán độc. Cứu chúng ta ra ngoài, chỉ cần một cái nhấc tay của hắn mà thôi, người thật là ác độc, mệt cho ta còn vì để cho hắn ra khỏi thành mà đi cầu xin cậu ta. Sớm biết hắn là người vô tình vô nghĩa như vậy lúc đó ở Thiên Vũ Thành nên để cho cậu của ta giết chết hắn rồi. Tư Không Minh tức giận nói. Nhìn ba người Dương Diệp kia biến mất trong tầm mắt, sự oán độc trong mắt Lục Hà càng lúc càng đậm, nhưng rất nhanh hắn đã không có thời gian đi oán hận Dương Diệp. Bởi vì những con cá sấu ăn thịt người bị Mạc Khinh Nguyệt sử dụng huyền kỹ thiên cấp đẩy lui trước đó lại xuất hiện, một số đuổi theo mấy người Dương Diệp, nhưng còn có một số bơi về phía bọn họ. Lục huynh làm thế nào? Tư Không Minh hoảng sợ nói, con người đối mặt trước cái chết luôn luôn sẽ lộ ra một mặt nhục nhã ngay cả mình cũng không ngờ tới. Nhìn những con cá sấu ăn thịt người này, trong mắt Lục Hà xuất hiện vẻ dữ tợn, do dự một lát, Lục Hà đột nhiên một tay chộp lên vai Tư Không Minh, sau đó không đợi Tư Không Minh phản kháng lại cả người dùng sức, tiếp theo chợt đạp một cước lên bụng Tư Không Minh, người sau lập tức bị quăng vào đàn cá sấu ăn thịt người này. Một người chết vẫn tốt hơn hai người, Tư Không huynh ngươi yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi. Nói xong, nhân lúc đàn cá sấu ăn thịt người bị Tư Không Minh hấp dẫn, Lục Hà xoay người bỏ chạy. À Lục Hà, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Rất nhanh giọng nói này đã không còn. Có đôi khi ở trước mặt cái chết, ranh giới cuối cùng của con người sẽ được liên tục nảy sinh cái mới. Vèo. Đúng lúc này, đám mây đột nhiên phát ra tiếng kêu bén nhọn. Tiếp theo hai chùm ánh sáng màu vàng từ đám mây bắn nhanh xuống, trong chớp mắt đã đi đến đầu của Lục Hà kẻ đã thoát khỏi phạm vi của cá sấu ăn thịt người. Không. Lục Hà nhìn hai chùm ánh sáng màu vàng này và phát ra một âm thanh tê tâm liệt phổi cuối cùng. Ầm. Chùm ánh sáng màu vàng đánh lên người Lục Hà, người sau trực tiếp thần hồn câu diệt. Vào ban đêm, trăng sáng sao thưa, ánh sáng bàng bạc chiếu nghiêng xuống vùng đầm lầy, một mảnh lạnh lùng. Ba người không tiếp tục vội vã lên đường, bởi vì vội vã lên đường vào buổi tối còn là trong vùng đầm lầy khắp nơi đều có đám cá sấu ăn thịt người này đó không thể nghi ngờ là đâm đầu vào chỗ chết. Diệp Dương, ấy thực lực của ba người chúng ta thật sự có thể đi ra chỗ đầm lầy này sao? Trên con đường bên cạnh đầm lầy ba người ngồi trên chiếu. Mạc Khinh Nguyệt nhìn vùng đầm mịt mờ lầy xung quanh khẽ hỏi. Tuy rằng bọn họ bây giờ bình an vô sự. Nhưng đó là dưới tình huống không gặp phải cá sấu ăn thịt người trưởng thành. Nếu như gặp phải cá sấu ăn thịt người trưởng thành, hậu quả kia tưởng tượng thôi đã không chịu nổi. Bởi vì mỗi một con cá sấu ăn thịt người trưởng thành không chỉ có tôn cấp, khẳng định còn có một số lượng lớn hơn nữa. Đương nhiên có thể. Lục Kiếm Giao hì hì cười nói. Mạc Nguyệt, người đừng lo lắng, người này rất mạnh có hắn ở đây cá sấu ăn thịt người gì đó đều là mây bay. Sau khi cùng nhau trải qua sinh tử lần này, Mạc Khinh Nguyệt nàng đã xem đối phương là bằng hữu. Đang tính tọa tu luyện Dương Diệp nghe được câu này, khóe miệng không nhịn được khẽ giật. Phải không? Mạc Khinh Nguyệt liếc mắt nhìn Dương Diệp khẽ nói. Đương nhiên. Lục Kiếm Giao nói. Ta cho ngươi biết, trong thế giới nhân loại, trong thế hệ trẻ ngoại trừ yêu nữ An Nam tính kia, không có người nào là đối thủ của hắn. Vậy còn Dương Diệp kia? Dương Diệp không phải là... Khụ! Một tiếng ho khan cắt ngang lời nói của Lục Kiếm Giao. Nghe được nhắc nhở của Dương Diệp, Lục Kiếm Giao cười ngược, nàng nhanh mồm nhanh miệng suýt chút nữa đã trực tiếp nói Dương Diệp không phải là Diệp Dương sao. Tuy nhiên còn may nàng dừng lại đúng lúc, Lục Kiếm Giao nói. Cái kia, ngoại trừ Dương Diệp cùng An Nam tĩnh ra. Mạc Khinh Nguyệt, một tiếng sau đó liếc mắt nhìn Dương Diệp, lập tức im lặng. Dương Diệp mở mắt ra giận dữ chừng mắt với Lục Kiếm Giao, nữ nhân này thần kinh có thể lớn hơn một chút nữa không? Lấy chỉ số thông minh của nàng, làm thế nào có thể một đường từ Nam vực sông đến nơi đây?
ầm. Đột nhiên, phía xa truyền đến một tiếng nổ lớn. Vẻ mặt của Lục Kiếm Giao cùng Mạc Khinh Nguyệt đều thay đổi. Dương Diệp nói, đừng lo lắng, mấy dặm phía trước có người đang chiến đấu cùng cá sấu ăn thịt người, không có liên quan gì với chúng ta, nghỉ ngơi cho tốt đi. Chiến đấu cùng cá sấu ăn thịt người. Lục Kiếm Giao vừa nghe lập tức hứng thú, cầm kiếm đứng dậy, nói. Chúng ta nhanh qua bên đó thôi. Đi tới trung vực nàng càng thêm thích chiến đấu bởi vì ở trong chiến đấu, có thể nâng cao thực lực của mình. Chúng ta đi làm cái gì? Dương Diệp không nhịn được hỏi. Đương nhiên là đi hỗ trợ. Lục Kiếm Giao nói rất đương nhiên. Đều là nhân loại, gặp phải khó khăn có thể giúp một chút thì giúp một. Chút. Dương Diệp hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Mạc Khinh Nguyệt ở bên cạnh cũng là khẽ lắc đầu, tính tình của Lục Kiếm Giao này nàng rất thích, bởi vì dù sao nàng cũng ngây thơ thẳng thắn, không tâm cơ gì. Nhưng có đôi khi chính là quá ngây thơ. Sao vậy, ta nói không đúng sao? Lục Kiếm Giao nói. Dương Diệp nói. Đầu tiên, những người bên kia không cần ngươi hỗ trợ. Cho dù cần phải hỗ trợ, ngươi cũng phải nhìn xem mình có thực lực kia hay không. Không có thực lực kia còn đi hỗ trợ đó chính là chịu chết. Còn nữa lăn lộn ở bên ngoài ngươi tốt nhất là thu hồi lòng lương thiện này của ngươi lại đi, thứ kia có thể sẽ hại chết ngươi. Chuyện lấy oán trả ơn thế giới này mỗi ngày đều đang xảy ra, ngươi hiểu chưa? Lục Kiếm Giao ngồi lại chỗ cũ, liếc mắt nhìn Dương Diệp hơi dầu dĩ không vui. Có phải là cảm thấy ta quá máu lạnh hay không? Dương Diệp nói, là bản thân ngươi, ta không phải. Lục Kiếm Giao nói, thật đúng là thua nữ nhân này, Dương Diệp hết chỗ nói rồi, thành chủ cổ vực thành này cũng vậy, sao lại yên tâm để cho nữ nhi của mình đi ra ngoài lăn lộn chứ? Lẽ nào hắn sẽ không sợ nữ nhi của mình bị người khác bán đi sao? Lúc này Mạc Khinh Nguyệt nói, Kiếm Giao, người có thể đi sâu vào bên trong đầm lầy này, hơn nữa có thể giao đấu với cá sấu ăn thịt người, ngươi cảm thấy bọn họ là người bình thường sao? Có lẽ bọn họ đang làm nhiệm vụ gì đó, hoặc có thể đang làm chuyện gì khác, chúng ta tùy tiện đi qua bên đó, có thể còn bị người khác cho rằng là kẻ địch. Còn nữa, nếu như thực lực của đối phương mạnh hơn chúng ta quá nhiều, sau đó đối phương thấy sắc nảy lòng tham giống như Nguyên Viêm lúc trước, ngươi phải làm sao? Đương nhiên những lời của ta cũng chỉ là giả thiết, nhưng đó cũng không phải là không có khả năng. Ta biết các ngươi là tốt cho ta chỉ là tò mò muốn đi qua nhìn một chút mà thôi. Lục Kiếm Giao nói, tò mò hại chết mèo, có thời gian rảnh rỗi còn không bằng cố gắng ngồi xuống tu luyện. Dương Diệp nói, biết rồi, ta bây giờ liền tu luyện, hừ. Lục Kiếm Giao trừng mắt với Dương Diệp thầm nghĩ, chờ ngày nào đó ta lợi hại hơn ngươi, nhất định mỗi ngày đều sẽ dạy dỗ ngươi. Khiến cho ngươi biết cảm giác bị người khác dạy dỗ. Đêm khuya xung quanh yên tĩnh không tiếng động. Dương Diệp mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn Lục Kiếm Giao cùng Mạc Khinh Nguyệt. Mạc Khinh Nguyệt còn đỡ, tay nắm thật chặt rõ ràng là không có ngủ say. Lục Kiếm Giao lại đã ngáy lên, nữ nhân này nàng là đối với mình có lòng tin, hay là thần kinh của nàng thật thô. Đây chính là vùng đầm lầy, rất có thể xung quanh sẽ xuất hiện cá sấu ăn thịt người, nàng lại còn có thể ngủ say như vậy. Lắc đầu, Dương Diệp đi tới bên cạnh đầm lầy, nhìn đầm lầy trước mắt, hai mắt Dương Diệp híp lại, một luồng kiếm ý rời khỏi thân thể. Sau đó lặng lẽ không một tiếng động tiến vào trong đầm lầy, không bao lâu, đầm lầy trước mắt Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy, tiếp theo từng sợi màu đỏ tươi xuất hiện trên mặt đầm lầy. Hóa ra người phát hiện rồi. Lúc này, Mạc Khinh Nguyệt xuất hiện ở phía sau Dương Diệp, khẽ nói. Dương Diệp gật đầu, nói, ở chỗ này ta làm sao dám ngủ, ta không phải là Lục Kiếm Giao ngu ngốc kia. Mạc Khinh Nguyệt khẽ cười, sau đó nói. Trước đó ngươi nói phía trước có người đang chiến đấu cùng cá sấu ăn thịt người, là một người đối phó hay là? Ba vị, hai nam một nữ, đều là cảnh giới tôn giả. Dương Diệp nói, là người tốt hay là người xấu? Dương Diệp liếc mắt nói, ngươi cho ta là thần A. Mạc Khinh Nguyệt có phần sững sờ, sau đó lắc đầu cười nói. Ở nơi này, thật sự không có cảm giác an toàn, phải biết rằng nhân loại thật sự đáng sợ hơn huyền thú rất nhiều. Tuy nhiên cũng may còn có ngươi ở đây. Coi ta là hộ vệ sao? Mạc Khinh Nguyệt cười nói. Coi là vậy đi, hơn nữa ngươi thú vị hơn trong tưởng tượng của ta rất nhiều. Trong tưởng tượng, Dương Diệp nhíu mày. Mạc Khinh Nguyệt khẽ cười nói. Không có gì, muộn rồi nghỉ ngơi cho tốt đi.
Nàng nói xong, xoay người trở lại vị trí cũ. Dương Diệp liếc mắt nhìn Mạc Khinh Nguyệt, sau đó ánh mắt nhìn đến phía xa khẽ nói. Vì sao nữ tử che mặt trước mặt kia khiến cho ta cảm thấy hơi quen thuộc? Cứ như vậy, một đêm trôi qua. Tờ mờ sáng hôm sau từng tiếng nổ vang đã đánh thức ba người Dương Diệp. Trước mặt xảy ra chuyện gì? Mạc Khinh Nguyệt trầm giọng hỏi. Dương Diệp lắc đầu, nói. Không có chuyện gì, chúng ta đi thôi. Mạc Khinh Nguyệt liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu nói. Cũng được. Lục Kiếm Giao rõ ràng rất có hứng thú đối với chuyện xảy ra trước mặt, tuy nhiên Dương Diệp hoàn toàn không có để ý tới nàng, điều này khiến cho Lục Kiếm Giao tức giận đến dậm chân. Ba người đi khoảng chừng một canh giờ, sắc mặt của hai người Mạc Khinh Nguyệt cùng Lục Kiếm Giao càng lúc càng nghiêm trọng, bởi vì một đường đi tới các nàng nhìn thấy được một mảng lớn thi thể cá sấu ăn thịt người, đầm lầy đều là màu đỏ thắm. Hơn nữa trong đó các nàng còn nhìn thấy được hài cốt của một con cá sấu ăn thịt người trưởng thành. Những người giết cá sấu ăn thịt người này, cũng không có lấy đi bộ da đáng giá của cá sấu ăn thịt người, cũng không lấy đi nội đan của bọn chúng, chắc chắn bọn họ là có mục đích khác. Mạc Khinh Nguyệt trầm giọng nói. Lẽ nào đầm lầy này có bảo vật gì xuất thế? Hai mắt Lục Kiếm Giao sáng lên. Mạc Khinh Nguyệt lắc đầu nói. Chuyện này ta không biết, tuy nhiên chúng ta tốt nhất là nên cẩn thận một chút, ba người chúng ta chỉ là thực lực cảnh giới linh giả. Trong mắt những tôn giả kia chỉ là cóc kiến hôi. Bọn họ chỉ cần hơi nổi lên ý xấu, chúng ta sẽ gặp phải xui xẻo. Diệp huynh, không bằng chúng ta đổi đường khác. Dương Diệp nói. Không thay đổi đường, đừng nhìn thấy bên cạnh có lối rẽ đó đều là đường chết. Yên tâm, chúng ta chỉ là đi ngang qua, không cầu cái khác, bọn họ cũng sẽ không tới gây phiền phức cho chúng ta, nếu không đã tìm đến chúng ta lâu rồi. Bọn họ phát hiện chúng ta. Mạc Khinh Nguyệt cả kinh nói. Dương Diệp khẽ gật đầu nói. Tối hôm qua đã phát hiện. Vậy bọn họ chắc hẳn là không có ác ý đối với chúng ta. Mạc Khinh Nguyệt khẽ nói. Nếu không, tối hôm qua chắc đã ra tay với chúng ta. Dương Diệp nói. Đừng quan tâm những thứ này, nên tới bao giờ cũng sẽ tới, chúng ta tăng tốc thôi. Đột nhiên, ba người ngừng lại. Bởi vì những đầm lầy xung quanh bọn họ đột nhiên sôi trào lên. Tiếp theo, từng con cá sấu ăn thịt người xuất hiện trong tầm mắt của ba người. Sắc mặt ba người thay đổi mạnh mẽ, bởi vì trong tầm mắt bọn họ có thể thấy được tất cả đều là cá sấu ăn thịt người. Tuy nhiên hình như mục tiêu những con cá sấu ăn thịt người này không phải bọn họ, mà là tất cả đều điên cuồng chạy về phía trước. Chi chít những con cá sấu ăn thịt người trong đầm lầy chạy như điên, thoạt nhìn vô cùng kinh người. Xảy ra chuyện gì? Mạc Khinh Nguyệt hỏi. Ánh mắt Dương Diệp nhìn về phía xa nói. Bọn họ trêu chọc tới một con cá sấu ăn thịt người màu vàng, những con cá sấu ăn thịt người này chính là con cá sấu ăn thịt người màu vàng kia gọi đi. Theo ta thấy bây giờ tất cả vùng đầm lầy đều đang sôi trào, khắp nơi đều là cá sấu ăn thịt người, đường phía trước bị cá sấu ăn thịt người ngăn chặn, chúng ta không qua được. Cá sấu ăn thịt người màu vàng. Mạc Khinh Nguyệt cả kinh nói. Vương của cá sấu ăn thịt người. Bọn họ lại dám trêu chọc vương của cá sấu ăn thịt người. Vương của cá sấu ăn thịt người. Lục Kiếm Giao hỏi. Rất lợi hại phải không? Tương đương với cường giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm của nhân loại. Vẻ mặt của Mạc Khinh Nguyệt nghiêm trọng nói. Cũng là bá chủ của khu vực đầm lầy này, đặc biệt ra trên thân của cá sấu ăn thịt người màu vàng kia, chỉ sợ cũng cho dù là huyền bảo thiên cấp thượng phẩm cũng khó phá mở. Diệp huynh, những người này rốt cuộc là ai? Lại dám tới trêu chọc vương của cá sấu ăn thịt người. Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói. Hình như bọn họ không phải người. Không phải người. Hai nàng sửng sốt, Mạc Khinh Nguyệt nói. Diệp huynh là nói bọn họ là yêu thú. Bọn họ cho ta cảm giác là như vậy. Dương Diệp nói. Nói như vậy, da và nội đan của những con cá sấu ăn thịt người trước đó không bị lột đi đã được giải thích rõ ràng. Bởi vì giữ yêu thú với nhau rất ít khi nuốt chửng nội đan của yêu thú cùng loại. Mạc Khinh Nguyệt nói. Chúng ta làm sao bây giờ? Đi hay không đi? Lục Kiếm Giao nói. Ánh mắt của Mạc Khinh Nguyệt nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp liếc mắt nhìn hai nàng khẽ thở dài. Nếu như không phải hai nàng này hắn muốn đi lúc nào cũng đều có thể đi lúc đó. Nhưng bây giờ nhiều hơn hai nữ tử này hắn phải băn khoăn rất nhiều thứ. Nhưng ở chỗ này bỏ hai nàng lại. Loại chuyện như vậy hắn thật sự làm không được.
Im lặng một lát Dương Diệp nói. Từ chỗ này đến cuối vùng đầm lầy cũng không xa. Chúng ta lấy ra cánh chim huyền khí bay qua thôi. Trên đường nếu như huyền khí của các ngươi không đủ phải nói sớm cho ta biết. Hai nàng khẽ gật đầu. Cứ như vậy, ba người bắt đầu bay. Từ không trung nhìn xuống thu hết tình hình phía dưới vào mắt. Trong đầm lầy vẫn còn rất nhiều cá sấu ăn thịt người đang không ngừng chạy như điên về phía trước. Chi chít cá sấu ăn thịt người nhìn vô cùng kinh người. Ba người bay khoảng chừng hai canh giờ. Sắc mặt Dương Diệp đột nhiên thay đổi, vài chùm ánh sáng màu trắng đột nhiên bắn nhanh về phía bọn họ. Dương Diệp đưa tay kéo hai người lại, thân hình lóe lên rơi xuống mặt đất nói. Các ngươi ở nơi đây đừng chạy lung tung, ta đi phía trước nhìn xem một chút. Nói xong, cũng không đợi hai nàng trả lời, thân hình lóe lên đã lập tức biến mất. Á, ba nhân loại kia lại tránh thoát. Trong không trung. Ánh mắt của một nam tử hơi chút tò mò nhìn về phương hướng của mấy người Dương Diệp trước đó. Phá không, là người quá yếu. Một đại hán ở cầm đao ở bên cạnh nam tử kia cười khẩy nói. Ngay cả ba kẻ chỉ là huyền giả cảnh giới linh giả cũng không giải quyết được, người thật sự khiến cho ta quá thất vọng. Nam tử hơi kỳ lạ. Hắn vẫn chạy về phía chúng ta. Thú vị. Nam tử tên là Phá không cười nói. Đại hán cầm đao liếc mắt nhìn nữ tử che mặt ở phía xa đang cùng vương của cá sấu ăn thịt người đàm phán sau đó nói. Mau chóng giải quyết mấy nhân loại này đi, đàm phán của công chúa và đối phương cũng nên kết thúc rồi. Nếu ta nói, còn đàm phán gì chứ tộc cá sấu ăn đi thịt người này không phục, liền trực tiếp diệt hết là được rồi. Dù sao bọn họ cũng chỉ có thể ở trong đầm lầy này căn bản không có tác dụng gì đối với chúng TCA. Phá tinh, nói ngươi là não ngắn ngươi còn không tin. Phá không khinh bỉ nói. Những con cá sấu ăn thịt người chưa thành niên của tộc cá sấu ăn thịt kia đương nhiên vô dụng với chúng ta, nhưng những con thành niên kia thì sao? Bọn chúng cũng có thể biến hình như chúng ta. Hơn nữa, những chỗ sâu trong đầm lầy này quả thật có rất nhiều châu báu, thu phục được bọn họ bảo khố của công chúa không phải lại được nhiều thêm chút nữa hay sao? Phá tinh hừ lạnh một tiếng nói. Người bớt nói nhảm đi, vẫn là giải quyết nhân loại kia trước. Nếu để cho hắn làm phiền đến công chúa, đợi chút nữa sẽ không thiếu chuyện lột ra ngươi. Một huyền giả nhân loại cảnh giới linh giả mà thôi, một quyền là xong chuyện. Phá không tùy ý nói. Cẩn thận lật thuyền trong mương. Phá tinh nghiêm mặt nói. Ta nhìn nhân loại này hơi không bình thường. Ái chà, không nhìn ra, phá tinh ngươi còn biết suy nghĩ. Phá không khoa trương liếc mắt nhìn phá tinh nói. Đúng lúc này. Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt hai người. Ánh mắt Dương Diệp khóa ở trên thân Phá không, bởi vì trước đó chính là người trước mắt này đã ra tay. Tiểu tử nhân loại, ngươi. Phá không vừa muốn nói gì đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi, bởi vì nhân loại trước mặt hắn vậy mà dẫn đầu ra tay trước. Dương Diệp đi tới trước mặt Phá không, hai tay mang theo tiếng Phá không chợt đánh về phía đầu của Phá không. Hắn chính là loại người có tính cách này. Không thích gây chuyện cũng không thích chủ động đi gây phiền toái. Nhưng nếu như người khác dám trêu chọc hắn, hắn sẽ trả lại gấp 10 lần. Đâm đầu vào chỗ chết. Phá không gầm lên một tiếng phẫn nộ, hai tay chợt xuất kích, đánh về phía nắm đấm của Dương Diệp. Hắn là yêu thú, bản thân lực lượng thân thể lại vượt xa nhân loại, hơn nữa hắn còn là yêu thú tôn cấp, hơn nữa nhân loại trước mắt này chỉ là cảnh giới linh giả. Muốn cùng hắn cứng trọi cứng. Nhân loại trước mắt này hoàn toàn là đang muốn chết. Nắm đấm của hai người đánh vào nhau, sắc mặt Phá không đang thay đổi, bởi vì hai tay của hắn khi tiếp xúc với nắm đấm của nhân loại trước mắt lại chấn động kịch liệt, đau đớn tê dại một hồi. Hơn nữa dưới lực lượng cực lớn này hắn còn lùi lại phía sau vài chục bước. Hai tay Dương Diệp cũng là xuất hiện cảm giác đau đớn tê dại, tuy nhiên còn may cũng không ảnh hưởng hắn. Thân hình thoáng động, lại đi tới trước mặt Phá không. Hai tay lần nữa đánh mạnh ra. Trong mắt Phá không lóe lên tệ khí, hắn không ngờ tại bị thua thiệt dưới nắm đấm của nhân loại, hơn nữa nhân loại này vẫn chỉ là một cảnh giới linh giả, thật đúng là vô cùng nhục nhã mà. Đi chết đi nhân loại. Hai tay của Phá không cũng đánh mạnh ra, lần này hắn hoàn toàn không nương tay, hắn phải xé nát nhân loại trước mắt này. Tuy nhiên sau vài gần giao đấu hắn phát hiện lực lượng thân thể của nhân loại trước mắt này vô cùng mạnh mẽ đáng sợ. Tại hoàn toàn không yếu hơn thân là yêu thú tôn cấp như hắn. Nhân loại trước mắt này thật sự không phải yêu thú. Nhìn Phá không dần dần rơi vào thế hạ phong,
Phá Tinh ở bên cạnh nhíu mày không xem cuộc vui nữa, thân hình thoáng động, bắn mạnh về phía Dương Diệp. Nhận thấy có người sau lưng kéo tới, Dương Diệp nhíu mày một quyền đánh lui phá không, cổ tay thoáng động, hàn quang kiếm xuất hiện trong tay hắn. Hắn lập tức xoay người một kiếm bổ mạnh lên đao lớn của Phá Tinh, keng một tiếng hàn quang kiếm trực tiếp chặt đứt đao lớn, Phá Tinh vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới nhân loại trước mắt này lại có thể chặt đứt đao lớn của hắn dễ dàng như thế, thân thể lập tức lóe lên, lùi về phía sau có hơn vài chục trượng. Rốt cuộc ngươi là ai? Phá Không quát. Dương Diệp xoay người nhìn Phá Không nói. Ta chỉ là một người đi ngang qua, cũng không muốn trêu chọc các người, nhưng các ngươi lại tới trêu chọc ta. Nếu đã như thế, vậy thì giải quyết các ngươi là được. Nói xong, một kiếm bổ ra, một đường kiếm khí bắn ra lập tức tới trước. Mặt Phá Không, phát giác được kiếm khí sắc bén, sắc mặt Phá Không thay đổi, đây là kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý. Lập tức không dám cứng rắn chống đỡ, thân hình lóe lên, né ra. C. Một tiếng xé gió phía sau Dương Diệp vang lên. Dương Diệp bỗng nhiên xoay người, cổ tay thoáng động. Trường kiếm chợt đâm mạnh một cái. Phá Tinh đánh lén Dương Diệp vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tốc độ phản ứng của nhân loại này lại nhanh như vậy. Nhìn một kiếm nhanh như tia chớp kia đâm tới muốn tránh cũng không được, trong mắt Phá Tinh lóe lên một tia ngoan độc, hắn nhanh chóng biến hóa khôi phục lại bản thể. Một con quái vật thân trâu mặt người thân cao gần 3 thước, rộng 2 thước xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Keng! Trường kiếm của Dương Diệp bổ lên vảy giáp màu đen kia của đối phương. Tia lửa bắn lên bốn phía. Dương Diệp liền lùi mấy bước, tiếp theo đó Dương Diệp phóng người nhảy lên một cái cả người và kiếm bắn tới trước mặt con trâu đen này. Khôi phục lại bản thể Phá Tinh không lựa chọn né tránh, cũng là phóng người nhảy lên một cái đánh về phía Dương Diệp. Lúc hai người sắp tiếp xúc, sắc mặt Phá Tinh đột nhiên thay đổi, bởi vì hắn cảm thấy một lực lượng cực kỳ sắc bén bao phủ lấy hắn. Dưới sự đè áp của lực lượng sắc bén này hắn lại dâng lên ý niệm không cách nào phản kháng. Đây ít nhất là kiếm tu kiếm ý tầng 8. Nghĩ đến đây, Phá Tinh đã có ý định thối lui nhưng đã muộn, kiếm của Dương Diệp đã chém lên hai sừng trâu kia của hắn, gần như không có gì ngăn cản, hai sừng trâu trên đỉnh đầu hắn liền bay ra ngoài. Tiếp theo, chân phải Dương Diệp bỗng đá mạnh một cái trực tiếp đá lên mặt hắn, đạp hắn từ trên không trung rớt xuống. Rớt xuống mặt đất Phá Tinh trực tiếp rơi lên mặt đất. Dương Diệp đang chuẩn bị động thủ tiếp một làn gió thơm kéo tới, Dương Diệp xoay người chỉ thấy nữ tử khiến hắn cảm thấy hơi quen thuộc kia xuất hiện trước mặt của hắn. Nữ tử nhíu mày lại và đang chuẩn bị ra tay, đột nhiên nàng dường như nhận ra được điều gì lên tiếng hỏi. Dương Diệp! Đang chuẩn bị ra tay Dương Diệp sửng sốt, nữ nhân trước mắt này quen biết hắn. Nữ tử vén chiếc khăn che mặt lên, một gương mặt tuyệt đẹp nghiêng nước nghiêng thành đã xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Dương Diệp, không đúng, nên gọi người là kiếm hoàng mới phải, đã lâu không gặp. Nữ tử nhìn về phía Dương Diệp chớp chớp mắt, cười nói. Dương Diệp cười gượng, hắn chẳng thể nghĩ tới nữ nhân trước mắt này lại là An Huyên Nhi, nữ tử mà hắn sắp quên mất rồi. Hắn nói, không nghĩ tới là ân cô nương, khó trách ta ở Nam Vực không nghe được bất cứ tin tức gì về cô nương, hóa ra nàng đã chạy đến Trung Vực, gọi ta là Huyên Nhi. Ân Huyên Nhi trừng mắt với Dương Diệp, sau đó nàng đi tới trước mặt Dương Diệp, cười nói. Chàng không nghe được tin tức ta, tuy nhiên ta lại thường xuyên nghe được lời đồn đại về chàng. Một người một kiếm xông lên Bách Hoa Cung, phá hủy phần mộ của tổ tiên Bách Hoa Cung. Lại một người một kiếm đánh đến Trung Vực, làm cho thiên tài ở Trung Vực nghe tin đã sợ mất mật. Phu quân, chàng thật đúng là uy phong, không hổ danh là phu quân của thiếp. Phu quân! Phá Tinh cùng Phá Phong ở bên cạnh nghe vậy thì biến sắc, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Dương Diệp càng thêm chán ghét. Khóe miệng Dương Diệp nhất thời co giật, nói. Ân cô nương, ta với cô nương hình như không có quan hệ gì thì phải. Phu quân. Nụ cười trên mặt Ân Huyên Nhi đổi thành ủy khuất, trong mắt còn ngấn nước, nói. Chàng, ban đầu chàng đã đáp ứng phụ vương ta thế nào, chàng đã đáp ứng với hắn sẽ chăm sóc cho ta thật tốt. Thế nào? Bây giờ có Tô Thanh Thi của kiếm tông kia, chàng. Chàng lại quên thiếp rồi sao? CC Hàng, chàng đúng là kẻ bạc tình bạc nghĩa mà. Nhìn thấy được bộ dạng này của Ân Huyên Nhi, Phá Tinh cùng Phá Không trợn trừng mắt, cằm cũng sắp rơi xuống rồi. Đây là công chúa bình thường luôn hành động nhanh gọn, quyết đoán, không hề có cảm xúc đây sao?
Mí mắt của Dương Diệp cũng giật loạn, nhìn yêu nghiệt trước mắt cái tỏ ra điềm đạm đáng yêu, từ trong cơ thể hắn dâng lên một ngọn lửa. Cũng may hắn có kiếm tâm thông minh nên vội vàng ép nó xuống, lắc đầu và nói. Ân cô nương, nàng có thể nói chuyện bình thường sao? Ta thừa nhận nàng rất đẹp, mỹ thuật càng lợi hại hơn trước kia. Nhưng chắc hẳn nàng cũng hiểu rõ, ta là một kiếm tu, còn là một kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý cùng kiếm tâm thông minh, nàng cảm thấy mỹ thuật của ngươi sẽ có tác dụng với ta sao? Mỹ thuật à? Ân Huyền Nhi chớp chớp mắt, sau đó phì cười, nói. Chàng nói thiếp sử dụng mỹ thuật với chàng à? Dương Diệp. Được rồi, chúng ta đã lâu không gặp, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi chàng, ta nghĩ chàng cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi ta, đúng không? Ân Huyền Nhi mỉm cười, nói. Đi thôi, ta vừa thu phục thực nhân sa tộc ở vùng đầm lầy này, chúng ta đi tới cung điện của nó thôi. Nàng nói xong lại không hề e ngại ôm lấy cánh tay của Dương Diệp và bước đi. Ta có hai bằng hữu. Phá Tinh Phá Không, đi dẫn hai vị bằng hữu của phu quân ta đến cung điện Sa Ngư, các ngươi nhớ kỹ phải lễ độ một chút, đừng chậm trễ nữa, nếu không ta sẽ lột da của các ngươi. Dưới nền đất của vùng đầm lầy, nhìn cung điện lộng lẫy trước mắt này, Dương Diệp có phần kinh ngạc, hắn không nghĩ tới trong lòng đất của vùng đầm cây này lại còn có động tiên khác. Nhìn cung điện lộng lẫy trước mắt, Ân Huyền Nhi kéo cánh tay Dương Diệp khẽ gật đầu, nói với một nam tử toàn thân đầy vải màu vàng trước mặt nàng nói. Kim Sa, ta không ngờ ở dưới lòng đất này mà ngươi còn có thể chế tạo ra một cung điện lộng lẫy như thế, chắc hẳn bên trong cũng có không ít bảo vật nhỉ. Sắc mặt nam tử tên là Kim Sa không được tự nhiên, bởi vì những bảo vật hắn tồn trữ bên trong lại không phải là của hắn. Ân Huyền Nhi cũng không quan tâm tới Kim Sa, chỉ kéo cánh tay của Dương Diệp lại đi về phía cung điện. Ban đầu khi ta còn ở Nam Vực, quốc sư đã nhận được tin tức, Nam Vực đại loạn, cho nên phá vỡ kết giới của giới vực. Để cho ta đi tới Trung Vực. Trước đây ta muốn dẫn ngươi đi đến Trung Vực. Bởi vì ở Trung Vực, với thiên phú của ngươi khẳng định có thể một lần bay lên trời. Nhưng ta biết, ngươi sẽ không đi theo ta tới đây, nếu như ép ngươi đi, ngươi sẽ hận ta cả đời. Trong đại điện, Ân Huyền Nhi chậm rãi nói. Quốc sư sớm biết rằng Nam Vực sẽ có đại loạn sao? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Ân Huyền Nhi lôi kéo Dương Diệp đi về phía kho báu của Kim Sa, nói. Đương nhiên ngài ấy phải biết rồi, La Tuấn này có thể trở thành nhân hoàng là nhờ quốc sư ra sức trợ giúp. Tuy nhiên người yên tâm đi, chúng ta cùng La Tuấn không phải một phe, mọi người chẳng qua chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Dương Diệp khẽ thở dài, nói. Mục đích của các ngươi là hủy diệt đế quốc Đại Tần cùng 6 tông môn lớn của Nam Vực, phải không? Ân Huyền Nhi lắc đầu cười, nói. Không đơn thuần như vậy đâu, mục đích chủ yếu nhất của chúng ta là phục quốc. Phục quốc sao? Dương Diệp còn muốn nói điều gì, nhưng Ân Huyền Nhi lại nói. Đến rồi, để cho chúng ta xem thực nhân sa tộc cũng những bảo bối gì nào. Đúng rồi, đợi lát nữa chàng thích gì thì cứ lấy. Chàng là phu quân của ta cũng chính là của chàng thôi. Dương Diệp. Kim Sa có rất nhiều bảo vật, có đủ loại linh thảo cùng với khoáng thạch hiếm có. Còn có một chút huyền bảo của nhân loại, tuy nhiên mấy thứ này so với đồ trong động phủ của Bạch Long lại kém hơn rất nhiều. Quả thật, bây giờ hắn cầm vũ khí thấp nhất cũng là ngụy đạo khí, thứ bình thường căn bản đã không lọt nổi vào mắt xanh của hắn. Đột nhiên, ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên một cái mặt nạ trong suốt. Dương Diệp đi tới và cầm lấy cái mặt nạ nào, tay vừa sờ vào lại cho hắn một cảm giác rất mềm mại và mịn màng. Mặt nạ này tên là mặt nạ như ngọc. Ta nhận được nó từ trên người của một huyền giả nhân loại. Kim Sa đứng bên cạnh nói. Nó là một món huyền bảo thiên cấp trung phẩm, khi đeo cái mặt nạ này vào thì có thể làm cho người khác không thể thấy rõ được mặt của ngươi. Hơn nữa vào lúc cần thiết, ngươi còn có thể thay đổi gương mặt của mình, chỉ có điều làm vậy sẽ tiêu hao rất nhiều huyền khí của nhân loại các ngươi. Thay đổi gương mặt của mình sao? Dương Diệp mỉm cười. Hắn bỏ cái mặt nạ trong suốt này vào trong nạp giới của mình dưới ánh mắt vô cùng tiếc nuối của Kim Sa. Hắn nói, nếu mặt nạ này là huyền bảo thiên cấp trung phẩm, chắc chắn nó không chỉ có một chút công hiệu như vậy đâu. Trước đây, khi nhân loại kia phát động mặt nạ này, nó hiện ra rất nhiều ảo ảnh gương mặt, những ảo ảnh này lại có lực công kích riêng, hơn nữa còn không nhỏ. Tuy nhiên, nó cũng không thể đủ để vỡ ra phòng ngự của ta. Kim Sa có chút ngạo nghễ nói. Ân Huyền Nhi nói. Kim Sa,
người đi tập hợp tất cả thực nhân Sa thành niên trong tộc ngươi, bảo bọn họ đến ngoài cửa chờ ta. Kim Sa lưu luyến liếc mắt nhìn những bảo vật bên cạnh, sau đó mới rời khỏi gian phòng. Ta thấy hắn có chút không cam lòng. Dương Diệp cười nói. Ân Huyên Nhi nói. Hắn sẽ cam lòng, nếu như thật sự không cam lòng, ta giết hắn là được chứ gì. Dương Diệp liếc mắt nhìn Ân Huyên Nhi, sau đó nói. Ân cô nương dẫn ta đến đây, ta nghĩ, chắc cô nương cũng không chỉ bảo ta tới lấy bảo vật thôi đúng không? Cô nương cũng biết tính cách con người ta thật sự không thích quanh co lòng vòng, cô nương có lời gì cứ nói ra đi. Ân Huyên Nhi thả cánh tay của Dương Diệp ra, sau đó đứng đối mặt với Dương Diệp và nghiêm mặt nói. Vừa rồi ta đã nói với chàng, ta muốn phục quốc, ta hy vọng chàng có thể tới giúp ta. Đương nhiên, ta sẽ không để cho chàng giúp không công, chàng có điều kiện gì có thể đưa ra, cho dù thật sự muốn làm phu quân của ta cũng được, dù sao lấy thân phận kiếm hoàng của chàng cũng xứng đôi với ta. Nàng biết rất rõ ràng năng lực kêu gọi của Dương Diệp bây giờ, lấy năng lực kêu gọi của kiếm hoàng hắn, tuyệt đối có thể kêu gọi được rất nhiều kiếm tu. Làm phu quân của cô nương sao? Dương Diệp lắc đầu mỉm cười, nói. Ân cô nương, hẳn là làm khôi lỗi mới cho cô nương mới phải. Ta sao có thể để cho chàng làm khôi lỗi được? Ân Huyên Nhi nói. Chỉ cần chàng bằng lòng, chúng ta có thể thật sự kết hôn, tuy nhiên chàng phải ở rể trong thương gia ta. Chờ ta phục quốc thành công, hài tử của chúng ta sau này chính là quốc quân của thương triều. Hơn nữa chỉ cần chàng muốn, ở trung vực ta có thể tập trung tất cả lực lượng trợ giúp chàng đi tranh đoạt càn khôn đồ. Dương Diệp không từ chối cũng không đáp ứng, mà hỏi. Nàng rốt cuộc muốn gì ở ta? Dương Diệp không cho rằng nữ nhân trước mắt này sẽ yêu hắn, đối phương chịu hy sinh mình tới lôi kéo hắn, nhất định là đang có mưu đồ gì đó. Tương lai của ngươi, Ân Huyên Nhi nói. Nếu như ta nói bởi vì ta yêu chàng, ngay cả bản thân ta cũng sẽ không tin tưởng. Cho dù ta có thiện cảm với chàng, nhưng quả thật còn chưa tới trình độ yêu. Tuy nhiên không sao cả, ta không ghét chàng, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng cũng được. Nếu sau này ta trở thành kẻ vô tích sự, hoặc làm cho cô nương thất vọng thì sao? Dương Diệp cười nói. Vậy thì chỉ có thể trách mắt của ta bị mù thôi. Ân Huyên Nhi cười nói. Dương Diệp im lặng một tát, sau đó nói. Ân cô nương, thật ra ta cảm thấy không cần thiết phải ở rể gì đó. Cô nương muốn phục quốc, ta muốn báo thù, tạm thời mục tiêu của chúng ta chắc là giống nhau. Nếu như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Cô nương nói thử đi. Hợp tác sao? Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Nếu các nàng đã tới trung vực, ta nghĩ thứ các người muốn khẳng định rất lớn, nếu như ta không đoán sai, các người muốn phục quốc ở trung vực, mà không phải là ở nam vực, đúng không? Đúng. Ân Huyên Nhi nói. Linh khí ở nam vực càng lúc càng loãng, nơi đó cuối cùng cũng sẽ bị bỏ hoang thôi. Dương Diệp nói. Các nàng muốn phục quốc ở trung vực thì nhất định phải chống lại con vật khổng lồ đế quốc đỉnh Hán này, bởi vì con vật khổng lồ này tuyệt đối sẽ không cho các nàng phục quốc ở ngay trước mắt của bọn họ. Nếu như vậy, chúng ta lại có chung kẻ địch, kể từ đó, chúng ta có thể liên thủ đối đầu với đế quốc đỉnh Hán, nàng thấy sao? Nói tới nói lui, chàng cũng chỉ không muốn cưới ta, đúng không? Ân Huyên Nhi nói. Dương Diệp nói. Ân cô nương. Cô nương cảm thấy hai người chúng ta đều có mục đích riêng của mình lại ở chúng một chỗ, liệu sẽ hạnh phúc được sao? Lại nói, ta đã có thể tử rồi. Ta nói rồi, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng. Ân Huyên Nhi nói. Về phần thê tử của chàng, điều này lại có quan hệ gì? Phụ vương ta lại có rất nhiều thê thiếp. Dương Diệp. Một lát, Dương Diệp nghiêm mặt nói. Ân cô nương, rốt cuộc cô nương muốn có được cái gì từ trên người ta chứ? Ta chỉ muốn sinh con cho chàng thôi. Ân Huyên Nhi chớp chớp mắt nói. Dương Diệp nhíu mày, Ân Huyên Nhi lại nhoẻn miệng cười, nói. Được rồi, ta chỉ nói đùa với chàng thôi. Nếu chàng muốn hợp tác, vậy chúng ta lại hợp tác là được chứ gì. Dù sao lần này ta cũng muốn đi đoạt càn khôn đồ, hai người chúng ta liên thủ thì khẳng định có thể lấy được dễ như trở bàn tay. Cô nương cũng muốn đoạt lấy càn khôn đồ sao? Dương Diệp hỏi. Đương nhiên rồi. Ân Huyên Nhi nói, nếu như để loại vật càn khôn đồ này rơi vào trong tay của La Tuấn, chúng ta còn mong phục quốc gì nữa? Đương nhiên, ta cũng không thể để nó rơi vào tay chàng được.
bởi vì chàng nhất định sẽ lấy đi cho đế quốc Đại Tần hoặc huyền thú đế quốc sử dụng. Đương nhiên, trước kia Càn Khôn Đồ nhận chủ, chúng ta có thể hợp tác đối phó với kẻ địch. Có thể được. Ngày thứ hai, mọi người đi tới Hám Thiên Sơn dưới sự hướng dẫn của Ân Huyên Nhi. Lần đầu tiên nhìn thấy Hám Thiên Sơn, Dương Diệp đã bị chấn động. Ngọn núi này rất cao, giống như cắm thẳng vào trong bầu trời, căn bản không nhìn thấy được đỉnh núi. Cao như vậy, đừng nói huyền giả cảnh giới linh giả, cho dù là cường giả cảnh giới tôn giả cũng không nhất định có thể bay qua được đâu. Chàng bị chấn động rồi à? Ân Huyên Nhi cười nói. Phu quân, thiếp biết chàng có thực lực cường hãn, nhưng nếu như không có thiếp, nếu chàng muốn vượt qua Hám Thiên Sơn này thì tuyệt đối không có khả năng đâu. Cho dù bây giờ ngươi đã đạt được cảnh giới tôn giả cũng vậy thôi. Này, sao nàng làm nữ nhân lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Lục Kiếm Giao trừng mắt với Ân Huyên Nhi, nói. Hắn đã có thê tử, nàng còn gọi hắn là phu quân nữa. Cho dù không biết nữ nhân trước mắt này là ai, nhưng Lục Kiếm Giao biết một điều, đó chính là nữ nhân trước mắt này tuyệt đối không có ý tốt với Dương Diệp. Nàng không có lý do gì, chẳng qua chỉ dựa vào hô trực giác của nữ nhân mà thôi. Mạc Khinh Nguyệt liếc mắt nhìn Ân Huyên Nhi nhưng không nói gì. Ân Huyên Nhi liếc mắt nhìn Lục Kiếm Giao, nói. Phụ vương ta đã hứa gả ta cho đắn, hắn chính là phu quân ta. Lại nói, hắn có phải là phu quân ta hay không thì có liên quan gì tới nàng? À, ta biết rồi, không phải nàng cũng thích phu quân ta đấy chứ? Ha ha, không sao cả, con ngư cười ta rất rộng lượng, chỉ cần phu quân bằng lòng thu nàng làm tiểu thiếp, ta sẽ không có ý kiến gì cả. Nàng! Lục Kiếm Giao tức giận tới mức gương mặt đầy đỏ bừng, thiếu chút nữa thì nổi điên. Dương Diệp cảm thấy đau đầu, tới từ sau khi hai nữ nhân này gặp mặt, cũng không biết hai nàng nào bị làm sao mà cứ luôn tranh cãi gay gắt. Dương Diệp trầm giọng nói. Ân cô nương, nàng vẫn nên gọi ta bình thường đi. Vâng, phu quân. Ân Huyên Nhi nhoẻn miệng cười, trông quyến rũ nói không nên lời. Dương Diệp. Không biết xấu hổ. Lục Kiếm Giao hừ một tiếng. Hám Thiên Sơn này là địa bàn của thụ nhân tộc. Thụ nhân tộc là một phân nhánh của yêu tộc nhưng bởi vì bọn họ không thích tranh đấu nên không lớn như yêu tộc. Còn có một điểm nữa, bọn họ xem nhân loại giống như kẻ thù. Chỉ cần có nhân loại đi vào địa bàn của bọn họ thì sẽ bị tất cả thụ nhân bao vây tấn công. Hám Thiên Sơn này có ít nhất mấy vạn thụ nhân, trong đó có ít nhất mấy trăm thụ nhân đã hơn ngàn năm, thụ nhân nắm giữ tu vi ngoài ngàn năm lại tương đương với cường giả nhân loại cảnh giới tôn giả. Ân Huyên Nhi nói. Vì sao đế quốc đỉnh Hán không chinh phục thực nhân sa tộc cùng thụ nhân tộc này? Dương Diệp hỏi. Bởi vì không đáng. Ân Huyên Nhi cười nói. Đế quốc đỉnh Hán có thực lực này, nhưng bọn họ không muốn làm như vậy. Bản thân yêu tộc lại rất căm thù nhân loại, đế quốc đỉnh Hán căn bản không có khả năng thu phục thực nhân sa tộc cùng thụ nhân tộc một cách hòa bình, trừ khi dùng vũ lực thu phục. Nhưng làm như vậy, bọn họ nhất định sẽ tổn thất cực lớn. Còn nữa, cho dù thu phục được thực nhân sa tộc cùng thụ nhân tộc, vậy bọn họ có ích lợi gì? Bởi vì bọn họ căn bản sẽ không rời khỏi địa bàn của mình. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Nàng nói thụ nhân tộc rất căm thù nhân loại, vậy chúng ta làm sao sống sót qua được đó chứ? Ta và thiếu tộc trưởng của thụ nhân tộc là bằng hữu tốt, đợi lát nữa có thể bảo nàng dẫn chúng ta đi qua. Tuy nhiên ta phải nói rõ với chàng trước, phu quân cũng không thể có ý đồ với nàng ấy đâu đấy. Ân Huyên Nhi nói, Dương Diệp. Sau khi Dương Diệp bảo đảm không đánh chủ ý vào Ân Huyên Nhi, lúc này Ân Huyên Nhi mới lấy ra một cây sáo trúc màu xanh. Ân Huyên Nhi thổi sáo, một tiếng sáo du dương véo von chậm rãi bay ra ngoài. Qua nửa khắc vẫn không có động tĩnh chút nào, Ân Huyên Nhi lại cầm cây sáo lên thổi. Nhưng lại qua nửa khắc vẫn không có chút động tĩnh nào. Có khả năng nàng đã gặp phải chuyện không may rồi. Ân Huyên Nhi trầm giọng nói. Kim Sa, người dẫn Phá Không cùng Phá Tinh đi xem thử. Ba người đáp một tiếng và nhanh chóng lao về phía trước. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía đám mây. Một lát sau, Dương Diệp nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện, Ngân Ưng căn bản không có cách nào nhìn thấy được tình hình trong Hám Thiên Sơn này. Ân Huyên Nhi ngẩng đầu liếc nhìn qua, sau đó cười nói. Không nghĩ tới chàng lại có khả năng sử dụng được thành viên thiên lõng của đế quốc đỉnh Hán. Chỉ có điều chàng đừng lãng phí sức lực nữa. Hám Thiên Sơn này có một pháp trận tự nhiên, có pháp trận này ở đây,
con chim ưng nhỏ kia sẽ không nhìn thấy được tình hình bên trong. Pháp trận tự nhiên sao? Thì ra là thế, ánh mắt Dương Diệp nhìn về phía Hám Thiên Sơn, nói. Nếu như ta không đoán sai, bên trong đã gặp chuyện không may rồi. Bởi vì lúc trước ta thấy xung quanh ngọn núi có năng lượng dao động. Chúng ta tiến núi. Tạm thời chờ một lát đã. Ân Huyên Nhi nói. Để cho đám người Kim Sa đi vào, nếu như thụ nhân tộc không có xảy ra việc gì mà chúng ta tùy tiện tiến vào trong, bọn họ sẽ ra tay với các ngươi. Dương Diệp cân nhắc một lát, sau đó gật đầu nói. Cũng được. Nửa canh giờ trôi qua, Kim Sa cùng Phá Tinh, Phá Không xuất hiện ở trước mặt mấy người, chẳng qua Phá Tinh cùng Phá Không đều đã bị thương. Có chuyện gì xảy ra vậy? Ân Huyên Nhi trầm giọng nói. Công chúa, thụ nhân tộc đang tàn sát lẫn nhau. Kim Sa nói. Lúc chúng ta tiến vào đó phát hiện có rất nhiều thi thể của thụ nhân. Vì biết rõ ràng, chúng ta muốn đi sâu vào thêm nữa. Chúng ta thấy rất nhiều thụ nhân đang chém giết lẫn nhau. Vào lúc chúng ta định rút đi, thụ nhân tộc phát hiện ra chúng ta, sau đó chúng ta bị mấy thụ nhân công kích. Thật may là chúng ta chạy nhanh, nếu không đã bị bọn chúng bao vây ở bên trong rồi. Thụ nhân tộc đang chém giết lẫn nhau sao? Dương Diệp nhìn về phía Ân Huyên Nhi. Ân Huyên Nhi im lặng một lát, nói. Chắc là tranh quyền thôi. Không tốt, thụ tâm có nguy hiểm. Đi thôi, chúng ta tiến vào trong núi. Công chúa. Lúc này, Kim Sa lo lắng nói. Chúng ta không thể cứ tiến vào trong núi như thế được. Chúng ta tiến vào trong như vậy sẽ bị những thụ nhân đó bao vây tấn công đến chết mất. Bây giờ bọn họ không chỉ căm thù nhân loại. Cho dù người của yêu tộc chúng ta cũng sẽ bị bọn họ xem là kẻ thù thôi. Chúng ta phải nghĩ biện pháp, nếu không cứ tùy tiện tiến vào trong, lấy chút thực lực của chúng ta thì căn bản không đủ để chống đỡ được đâu. Ân Huyên Nhi dừng bước, sau khi im lặng một lát, nàng nói. Bây giờ điều binh không đến thì không thực tế lắm, phu quân chàng có biện pháp nào không? Nàng nói xong lại nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp không để ý tới hai từ phu quân này, nói. Ở trong thụ nhân tộc, bằng hữu thụ nhân của nàng có thân phận gì? Thiếu tộc trưởng của thụ nhân tộc. Ân Huyên Nhi nói đến đây, dường như nghĩ tới điều gì, nàng biến sắc, nói. Ta biết, nhất định là bà nội của thu tâm ngã xuống, sau đó thụ nhân. Tộc khác không phục nàng, cho nên mới gây ra phản loạn. Chúng ta phải mau chóng tiến vào trong, nếu không thụ tâm sẽ gặp nguy hiểm mất. Dương Diệp nói. Đợi chúng ta tiến vào. Nàng dẫn chúng ta đi tìm thụ tâm, chỉ có tìm được nàng, chúng ta mới có thể bớt đi kẻ địch của một bên. Lại xông vào như vậy sao? Kim Sa trừng mắt nói. Dương Diệp nói. Ngươi có biện pháp nào khác không? Ta. Kim Sa nghẹn lời. Đúng rồi, thụ nhân có sợ lửa sao? Dương Diệp đột nhiên nói. Ân Huyên Nhi thoáng ngẩn người ra, tùy tiện nói. Có sợ, lửa khắc gỗ, bọn họ sợ nhất chính là lửa. Chẳng qua là, khi nói đến đây, Ân Huyên Nhi liếc mắt nhìn Mạc Khinh Nguyệt. Nàng biết, sở dĩ Dương Diệp che giấu tung tích hoàn toàn là muốn lừa gạt nữ nhân trước mắt này, nếu như để lộ U Minh Quỷ Hỏa, vậy chẳng phải sẽ lộ ra thân phận sao? Thấy Ân Huyên Nhi nói rồi dùng lại nhìn, Mạc Khinh Nguyệt nheo mắt và nhìn Dương Diệp, dù không nói gì nhưng trong lòng nàng tại cảm thấy lo lắng không yên. Dương Diệp liếc mắt nhìn Mạc Khinh Nguyệt, sau đó cười nói. Không sao đâu, chúng ta đi thôi. Cho dù Hám Thiên Sơn được gọi là núi, nhưng không bằng nói là rừng rậm. Bởi vì toàn bộ Hám Thiên Sơn gần như đều do cây cối tạo thành. Sau khi mấy người bước vào rừng rậm, một đám thụ nhân tại vây quanh, bọn họ đều có cảnh giới không cao, tương đương với huyền giả nhân loại cảnh giới linh giả mà thôi. Các ngươi là ai, tại sao lại dám xông vào địa bàn của thụ nhân tộc ta? Một thụ nhân dẫn đầu quát. Dương Diệp không có để ý thụ nhân này, hắn nhìn về phía Ân Huyên Nhi, nói. Nàng có biết vị trí bằng hữu kia của nàng ở đâu không? Ân Huyên Nhi khẽ gật đầu, nói. Nàng chắc hẳn ở thụ nhân cung tại đỉnh núi Hám Thiên Sơn, nơi đó là chỗ ở của tộc trưởng thụ nhân tộc, cũng là nơi được canh phòng nghiêm ngặt nhất. Không quan tâm các ngươi là ai, vẫn mong các ngươi nhanh chóng rời khỏi địa bàn của thụ nhân tộc chúng ta đi, nếu không chúng ta sẽ không khách khí nữa đâu. Thụ nhân dẫn đầu quát. Thụ nhân tộc các ngươi sẽ xảy ra chuyện gì vậy? Bây giờ, thiếu tộc trưởng của các ngươi có an toàn không? Ân Huyên Nhi hỏi. Ngươi. Thụ nhân dẫn đầu tức giận nói.
Ngươi rốt cuộc là ai hả? Dương Diệp nói. Không cần nói nhiều với hắn làm gì, bắt tất cả lại, đợi lát nữa hắn sẽ phải khai ra thôi. Ân Huyền Nhi khẽ gật đầu, Kim Sa cùng Phá Tinh còn có Phá Không ở sau lưng nàng thoáng động, lao nhanh về phía những thụ nhân đó. Không bao lâu, mấy chục tên thụ nhân đều nằm ở trên mặt đất. Dương Diệp đi tới trước mặt thụ nhân dẫn đầu, nhìn thụ nhân này hấp hối, Dương Diệp lại cảm thấy bất đắc dĩ, Kim Sa cũng quá nặng tay rồi, thiếu chút nữa đã trực tiếp giết chết bọn họ. Thụ nhân tộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Dương Diệp hỏi. Tên thụ nhân kia trừng mắt với Dương Diệp đầy vẻ hung ác và không nói gì. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt à? Dương Diệp lắc đầu và bấm tay bắn ra, một luồng ngọn lửa xuất hiện ở trên tay hắn. Tên thụ nhân kia nhìn thấy được ngọn lửa này thì đồng tử co lại kịch liệt, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, không chỉ có hắn, cho dù là những cây đó bên cạnh đều đầy vẻ kinh hoàng, thân thể không ngừng chuyển động về phía sau, dường như rất sợ bị ngọn lửa kia chạm tới vậy. Mạc Khinh Nguyệt đứng bên cạnh thấy vậy lại nheo mắt nhìn Dương Diệp, nhưng nàng vẫn không nói lời nào. Dương Diệp đưa ngọn lửa tới trước mặt thụ nhân kia, nhìn thụ nhân run lẩy bẩy và cười nói. Ngươi hình như rất sợ lửa này đúng không? Không sao cả, chỉ cần ngươi nói hết những gì mình biết cho ta nghe, ta sẽ tha cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Chúng ta, thụ nhân còn muốn mạnh miệng, nhưng khi Dương Diệp đưa U Minh Quỷ Hỏa tới gần trước mặt hắn thêm vài phần, hắn lập tức đầu hàng. Rất nhanh, qua lời của thụ nhân, mấy người Dương Diệp đã biết thụ nhân tộc phát sinh chuyện gì. Giống như Ân Huyên Nhi đoán, nội bộ thụ nhân tộc làm phản. Sau khi thụ nhân vương của thụ nhân tộc chết đi, thụ nhân tộc vốn phải do tôn nữ của thụ nhân vương kế thừa, nhưng tôn nữ của thụ nhân vương cũng chính là thụ tâm bằng hữu Ân Huyên Nhi thật sự rất yếu. Dựa theo đẳng cấp của nhân loại mà nói, thụ tâm tương đương với nhân loại huyền giả cảnh giới linh giả. Muốn để một thụ nhân cảnh giới linh giả tới thống trị thụ nhân tộc có mấy trăm cảnh giới tôn giả đã làm cho rất nhiều người không phục. Vì vậy, những người không phục này đã làm phản. Cũng may trước khi chết thụ nhân vương cũng làm có an bài, có một phần thụ nhân vẫn đứng ở bên phía thụ tâm, nhưng rất ít. Hơn nữa nghe thụ nhân kia nói, lúc này cuộc đảo chính của thụ nhân tộc có lẽ đã thành công rồi. Chúng ta phải đi cứu nàng. Ân Huyên Nhi trầm giọng nói. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Thứ nhất, nàng là bằng hữu tốt nhất của ta. Thứ hai, nếu như thụ nhân tộc không phải do nàng làm tộc trưởng, chúng ta căn bản không có khả năng đi qua được Hám Thiên Sơn này, chỉ có thể trở về theo đường cũ mà thôi. Ân Huyên Nhi nói. Dương Diệp nghe vậy mới nói. Vậy chúng ta hình như không có lựa chọn khác rồi. Mấy người nhanh chóng lao về phía đỉnh núi Hám Thiên Sơn, dọc đường đi bọn họ thường xuyên có thể thấy được thi thể của thụ nhân. Đột nhiên, Dương Diệp ngừng lại, ánh mắt nhìn lướt qua một vòng những cây cổ thụ xung quanh. Sao vậy? Ân Huyên Nhi hỏi. Dương Diệp nói, có điều gì đó không ổn, ta cảm thấy đoạn đường này quá yên tĩnh, điều này thật sự không bình thường. Là người quá nghi thần nghi quỷ thôi. Phá Tinh cau mày nói, hắn thấy rất khó chịu với nhân loại trước mắt này. Nếu không phải Ân Huyên Nhi ra mệnh lệnh, hắn đã sớm muốn ra tay giáo huấn người này một trận rồi. Nếu như ngươi sợ, vậy cứ ở lại đây là được. Chúng ta sẽ tha thứ ngươi, dù sao ngươi mới là cảnh giới linh giả. Phá Không cũng nói. Ân Huyên Nhi liếc mắt nhìn Phá Tinh cùng Phá Không, nói. Các ngươi phải nhớ kỹ thân phận của các ngươi đấy. Bị Ân Huyên Nhi quát như vậy, sắc mặt Phá Tinh cùng Phá Không có chút khó coi, tuy nhiên bọn họ cũng không dám phản kháng, chẳng qua chỉ hung hăng trừng mắt với Dương Diệp. Dương Diệp không để ý tới hai người bọn họ, hắn đi tới trước một cây cổ thụ nhìn nó một lát. Bất chợt, Dương Diệp đánh ra một quyền vào trên thân cây cổ thụ. Ầm một tiếng, cả cây cổ thụ vỡ ra, vụn gỗ văng ra khắp nơi. Nhìn một đống gỗ vụn này, Dương Diệp nhíu mày, chẳng lẽ mình đã đoán sai rồi sao? Ha ha! Ở bên cạnh, Phá Tinh khẽ cười, trong mắt đầy vẻ châm chọc. Chàng nghi ngờ bọn họ đã biết hành tung của chúng ta sao? Ân Huyên Nhi hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Lúc trước, khi chúng ta mới vừa vào rừng rậm đã gặp phải thụ nhân, nhưng bây giờ... Chúng ta đã đi tới giữa sườn núi, lại không có thấy một thụ nhân nào. Nàng cảm thấy điều này là bình thường sao? Ta cảm thấy, bọn họ đã biết hành tung của chúng ta, đồng thời biết chúng ta có bốn gã cường giả cảnh giới tôn giả, cho nên mới không có phái thụ nhân bình thường đi đối phó với chúng ta. Chàng nói,
Bọn họ chuẩn bị một lần hành động tiêu diệt chúng ta sao? Ân Huyên Nhi hỏi. Ta thấy rất có khả năng này. Dương Diệp nói. Công chúa, có ta cùng phá không còn có Kim Sa ở đây, nhất định có thể bảo vệ công chúa được an toàn. Phá không liếc mắt nhìn Dương Diệp, rồi mới cung kính nói với Ân Huyên Nhi. Đúng vậy. Phá không cũng nói. Bọn chúng chỉ là thụ nhân tộc mà thôi, dựa vào thực lực của mấy người chúng ta, căn bản không cần sợ bọn họ. Nếu như bọn họ thức thời còn tốt, nếu không thức thời, chúng ta lại tiêu diệt bọn họ thôi. Kim Sa liếc mắt nhìn hai người nhưng không nói gì. Cho dù hắn không biết Ân vì sao Huyên Nhi lại coi trọng Dương Diệp như vậy, nhưng hắn biết một điều, đó chính là nhân loại trước mắt này rất mạnh. Không nói gì khác, chính ngọn lửa hắn lấy ra lúc trước đã có thể xác định được điểm này, đây chính là linh vật thiên địa trong truyền thuyết. Một người nắm giữ linh vật thiên địa thì có thể là người yếu sao? Ân Huyên Nhi nhíu mày, tại sao nàng không biết mình hai thuộc hạ thích nhằm vào Dương Diệp vậy? Nàng cũng biết nguyên nhân vì sao Phả Tinh cùng Phá không nhằm vào Dương Diệp, chủ yếu vẫn bởi vì thái độ của nàng đối với Dương Diệp. Phải nói hai người bọn họ cảm thấy Dương Diệp không xứng với nàng, nói cho cùng, hai người cũng là suy nghĩ cho nàng, cho dù nàng không thích như vậy, nhưng cũng không tiện chỉ trích, như vậy sẽ khiến thuộc hạ của mình lạnh tâm. Nói cho cùng, cũng là bởi vì Dương Diệp, nghĩ đến đây, Ân Huyên Nhi không khỏi trợn mắt nhìn Dương Diệp. Nhận thấy được ánh mắt Ân Huyên Nhi, Dương Diệp sửng sốt, mình trêu chọc gò nữ nhân này vậy. Dương Diệp lắc đầu, nói với Phá Tinh cùng Phá Không. Hai vị có thực lực siêu phàm, đồng thời còn có lòng tin như vậy, không bằng để hai vị ở phía trước dò đường, nếu như có nguy hiểm, với thực lực của hai vị khẳng định có thể dễ dàng giải quyết, cứ như vậy, không những có thể bớt rất nhiều thời gian cho chúng ta, cũng có thể làm cho công chúa của các ngươi không cần phải mạo hiểm, có thể nói là một công đôi việc. Hai vị cảm thấy thế nào? Ân Huyên Nhi vừa muốn nói gì đó, Phá Tinh lại giành nói. Có thể, yêu tộc chúng ta lại không nhát gan giống nhân loại đâu. Ngươi nói thẳng ra là ngươi sợ chết đi, còn quanh co lòng vòng nói những điều này làm gì? Phá không xem thường Dương Diệp, lạnh lùng nói. Dương Diệp cũng không để ý, cười nói. Nếu như vậy, mời hai vị. Hai người lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó thân hình thoáng động, bay về phía trước mặt. Đợi hai người rời đi rồi, Ân Huyên Nhi đi tới trước mặt Dương Diệp, cười như không cười, nói. Không nghĩ tới có mấy ngày không gặp, bây giờ chàng còn biết cách khích tướng cơ đấy. Rõ ràng chính là thuộc hạ của nàng ngốc. Lục Kiếm Giao hừ một tiếng. Ân Huyên Nhi đột nhiên nghiêm mặt nói. Ta biết bọn họ đang nhằm vào chàng, tuy nhiên chàng cứ tin tưởng ta, bọn họ không quá ác ý với chàng. Bọn họ nhằm vào chàng cũng chỉ vì ta. Nể tình ta, chàng đừng tính toán cùng bọn họ, có được không? Ân Huyên Nhi biết rất rõ ràng tính cách của Dương Diệp, đây tuyệt đối là một ma đầu chỉ thích làm theo ý mình. Phá Tinh cùng Phá không nhằm vào hắn, mặc dù bây giờ hắn không tính toán, nhưng nếu như chờ tới khi hắn tính toán, vậy thì sợ rằng đã muộn mất rồi. Bởi vì người này không ra tay thì thôi, vừa ra tay tuyệt đối sẽ giết chết, không để lại cho ngươi bất kỳ đường sống nào đâu. Dương Diệp cảm thấy bất đắc dĩ, mình là loại người tính toán chi ly như vậy sao? Cho dù hai người này có nhằm vào hắn, nhưng hắn biết, đối phương không có ác ý gì lớn. Hắn sẽ không nghiêm túc để ý tới. Đương nhiên, đây là bởi vì Ân Huyên Nhi, ngược lại không phải hắn bị sắc đẹp của Ân Huyên Nhi quyến rũ, mà hắn biết rõ, cho dù hắn ra tay giết đối phương, nếu như Ân Huyên Nhi muốn bảo vệ hai người này, vậy nàng tuyệt đối sẽ bảo vệ được. Dương Diệp cũng không quên 12 vệ sĩ mặc áo giáp màu vàng trước đây. Bọn họ chính là cảnh giới linh giả. Lâu như vậy, nàng lại gặp quốc sư thần bí kia, nói vậy bây giờ bọn họ đã không phải là cảnh giới linh giả mới đúng. Có được không, xem như ta van xin chàng đấy. Ân Huyên Nhi ôn nhu nói, đôi mắt quyến rũ long lanh giống như sắp chảy nước vậy. Hồ Ly Tinh, Lục Kiếm Giao ở bên cạnh thấy vậy thì hừ một tiếng. Nàng chính là Hồ Ly Tinh mà, Dương Diệp cũng chịu không nổi khi nhìn thấy Ân Huyên Nhi như vậy, lập tức nói. Ân cô nương, ta sẽ không tính toán cùng bọn họ, đương nhiên, điều kiện trước tiên là bọn họ đừng chọc cho ta nổi giận. Nếu không, cho dù ta không giết chết được bọn họ, ta cũng có thể khiến bọn họ cả đời khó quên. Nàng biết từ lâu, ta là một người hẹp hòi, cho nên, nàng nên quản tốt bọn họ thì hơn. Nghe được Dương Diệp nói vậy, Kim Sa nheo mắt lại. Nhân loại trước mắt này có phải đã quá ngông cuồng hay không?
phá tinh cùng phá không là yêu thú tôn cấp, hắn chẳng qua là cảnh giới linh giả mà thôi. Cho dù không biết hắn là mấy phẩm, nhưng dù thế nào cũng chỉ là cảnh giới linh giả a. Huyền giả nhân loại cảnh giới linh giả nói sẽ làm cho hai yêu thú tôn cấp phải cả đời khó quên. Hơn nữa còn nói với vẻ tự nhiên như vậy. Hắn thật sự lợi hại như vậy sao? Ân Huyền Nhi im lặng một lát, sau đó nói. Chờ giải quyết xong chuyện ở đây, ta sẽ bảo bọn họ trở lại. Dương Diệp nói. Vậy thì không cần, chỉ cần bọn họ không nhằm vào ta là được. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, mau chạy nhanh đi, nếu như tới muộn. Bằng hữu của ngươi có mệnh hệ nào, vậy thì chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn mất. Ân Huyền Nhi khẽ gật đầu. Mấy người đi khoảng một canh giờ. A, à, đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng kêu của Phá Tinh. Sắc mặt mấy người biến đổi và cố gắng tăng nhanh tốc độ, khi bọn họ đi tới một chỗ rừng cây rậm rạp, cảnh tượng trước mắt làm cho mấy người lại biến sắc. Cách bọn họ không xa, hai người Phá Tinh cùng Phá không bị từng sợi dây leo to bằng cổ tay đang quấn chặt. Xung quanh hai người có tới trên 100 thụ nhân, trong đó có 5 thụ nhân dễ dàng làm cho người khác chú ý nhất. Bởi vì 5 người này không ngờ cao tới 5 thước, thắt lưng kia chỉ ít phải có 5 đại hán nắm tay nhau mới có thể ôm hết được. Nhìn thấy Phá Tinh cùng Phá không bị trói chặt, Ân Huyền Nhi biến sắc và muốn lập tức ra tay. Dương Diệp lại ngăn cản nàng, sau đó ra hiệu nàng nhìn xung quanh. Ân Huyền Nhi quay đầu nhìn lại, trong lòng thầm cả kinh. Bởi vì xung quanh bọn họ vốn phải là những cây cối bình thường tại tự nhiên sống tại. Lúc này bọn họ đã bị thụ nhân bao vây. Nhân loại sao? Một thụ nhân dẫn đầu nhìn thấy ba người Dương Diệp thì trong mắt lập tức lộ ra sát ý, nói. Các ngươi không biết thụ nhân tộc ta không chào đón nhân loại sao? Hắn nói xong thì đứng dậy lên đột nhiên bắn ra 3 sợi dây leo về phía ba người Dương Diệp. Một đường kiếm quang hiện lên. Xuy xuy xuy. 3 sợi dây leo trước mặt Dương Diệp lập tức bị đứt. Mới tới đã không hiểu lễ nghĩa gì rồi. Hàn quang kiếm trong tay Dương Diệp chợt chém về phía thụ nhân kia, một đường kiếm khí màu tím bắn ra. Mọi người chỉ thấy một luồng ánh sáng màu tím hiện lên, sau đó trước ngực thụ nhân dẫn đầu này lại xuất hiện một lỗ kiếm, một chất lỏng màu xanh từ trong lỗ kiếm kia chậm rãi chảy ra. Các thụ nhân biến sắc, thụ nhân dẫn đầu cũng biến sắc, hắn không nghĩ tới. Tốc độ kiếm khí của đối phương lại nhanh như vậy, sắc bén như thế, không chỉ làm cho hắn không có cách nào né tránh, còn dễ dàng phá được phòng ngự của hắn. Dương Diệp nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, cho dù kiếm của hắn đâm thủng một lỗ trên thân của thụ nhân trước mắt này, nhưng không gây ra ảnh hưởng quá lớn. Nhưng ngẫm ra cũng đúng, lỗ kiếm kia của mình thật sự quá nhỏ bé so với thân thể thụ nhân này, giống như người bị muỗi cắn một cái vậy. Kiếm tu cường đại. Thụ nhân dẫn đầu trầm giọng nói. Nhân loại, người tới thụ nhân tộc chúng ta làm gì? Chúng ta tới tìm thụ tâm. Ân Huyền Nhi nói. Ta là bằng hữu của nàng, ta là cửu vĩ hồ tộc. Hai mắt thụ nhân nheo lại quan sát Ân Huyền Nhi và cả Kim Sa sau lưng nàng, cuối cùng lại liếc mắt nhìn Dương Diệp, mới nói. Ngày hôm nay, nàng không tiện gặp khách, mấy vị từ đâu tới thì trở về nơi đó. Nếu như chúng ta nhất định phải gặp. Dương Diệp nói, sắc mặt thụ nhân kia trầm xuống, nói, nhân loại, ta thừa nhận thực lực ngươi rất cường đại, nhưng các ngươi phải biết rằng, nơi này là địa bàn của thụ nhân tộc. Nể mặt vị cửu vĩ hồ này, ta sẽ để cho các ngươi bình yên trở lại, các ngươi đừng có không biết điều. Nếu không, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, tất cả các ngươi đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho cây. Các hạ, chúng ta chẳng qua chỉ muốn gặp thụ tâm. Sắc mặt Ân Huyền Nhi cũng trầm xuống, nói. Còn nữa, cửu vĩ hồ tộc ta không thích bị người uy hiếp. Sở dĩ ta khách khí với các hạ, chẳng qua bởi vì ngươi là người cùng tộc với thụ tâm, mà không phải ngươi là thụ nhân tôn cấp, không nên cho rằng ta khách khí với ngươi là vì ta sợ ngươi. Ta nói rồi, thụ tâm không tiện gặp khách. Thụ nhân nói. Đồng thời, ta cũng hy vọng các hạ có thể hiểu rõ một điểm, cửu vĩ hồ tộc rất cường đại, ta không thể nghi ngờ điều đó. Nhưng như vậy cũng không đại biểu các ngươi có thể tự ý xông vào thụ nhân tộc ta, còn đánh tộc nhân của ta bị thương. Các ngươi nói nhảm nhiều quá, ta thật sự không chịu nổi. Dương Diệp lắc đầu rồi cổ tay thoáng động, U Minh Quỷ Hỏa đã xuất hiện ở trong tay hắn. Khi U Minh Quỷ Hỏa xuất hiện, bầu không khí lập tức nóng lên, thậm chí một ít cây cỏ ở xung quanh Dương Diệp đã bắt đầu cháy lên. Sau khi nhìn thấy U Minh Quỷ Hỏa,
rất nhiều thụ nhân xung quanh không nhìn được đã phải lùi lại phía sau, trong mắt bọn họ đầy vẻ kiêng kỵ. Lửa khắc gỗ, ngọn lửa này làm bọn họ cảm thấy khủng hoảng. Ngươi có tin ta châm lửa đốt sạch tất cả cây cối trong hám thiên sơn này hay không? Nghịch U Minh quỷ hỏa trong tay, Dương Diệp nhìn lướt qua các thụ nhân xung quanh. Nhân loại, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thụ nhân dẫn đầu trầm giọng nói. Dẫn chúng ta đi gặp thụ tâm. Dương Diệp nói. Đừng ra vẻ tay đây với ta, nếu không, ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận. Nhân loại, nếu như ngươi dám làm như vậy, cho dù ngươi có trốn tới chân trời góc biển, thụ nhân tộc ta cũng sẽ giết chết ngươi. Thụ nhân dẫn đầu nói. Phải vậy không? Dương Diệp mỉm cười, nói. Ta đếm ba tiếng, nếu như ngươi không đáp ứng, ta lập tức phóng lửa đốt cả cánh rừng rậm này. Bây giờ, bắt đầu, một. Thụ nhân dẫn đầu nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, không nói gì. Ba. Nói xong, U Minh quỷ hỏa trong tay Dương Diệp nổ mạnh một tiếng, rất nhiều ngọn lửa bắn nhanh ra xung quanh, bất kỳ cây cối nào gặp phải U Minh quỷ hỏa đều lập tức cháy lên. Nhân loại, ngươi nói đếm ba tiếng mà. Nhìn thấy được cây cối xung quanh đã bị bốc cháy lên, thụ nhân dẫn đầu tức giận nói. Ta đổi ý rồi. Dương Diệp cười lạnh, ở dưới sự khống chế của hắn, U Minh quỷ hỏa cũng không lan nhanh ra xung quanh, chẳng qua chỉ đốt cháy một phần cây cối. Hắn nói. Ưu điểm lớn nhất của con người ta chính là nhân từ, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội, bây giờ, lập tức bảo người của ngươi rút đi, sau đó dẫn chúng ta đi gặp thụ tâm. Đương nhiên, ngươi cũng có thể ra tay. Tuy nhiên, nếu vậy ta có thể bảo đảm, không quan tâm giữa chúng ta thắng bại thế nào, tất cả cây cối trong phạm vi xung quanh trăm dặm đều sẽ hóa thành tro tàn. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Các thụ nhân xung quanh hoảng sợ nhìn Dương Diệp, bọn họ ngoại trừ kinh hoàng ra, phần nhiều vẫn là căm thù. Phải biết rằng, cho dù tạm thời những cây xung quanh đây không có sinh mạng, nhưng sau đó sẽ có đấy. Đến lúc đó, những cây gỗ đó sẽ trở thành một thành viên của thụ nhân tộc bọn họ, rất nhiều cây trong đó đều là người thân của bọn họ. Nói cách khác, nếu như Dương Diệp phóng hỏa, chính là giết người thân của bọn họ. Sát ý trong mắt thụ nhân dẫn đầu lộ rõ, vô số dây leo ở xung quanh hắn đang không ngừng chuyển động, hình như muốn ra tay. Dương Diệp mỉm cười, nói. Nếu như vậy, chúng ta xuống tay cho các ngươi được nhìn thấy rõ ràng. Hắn nói xong, U Minh quỷ hỏa trong tay bốc cháy mạnh, thoáng cái, U Minh quỷ hỏa lại hóa thành một con rồng lửa dài tới 5, 6 trượng. Thụ nhân dẫn đầu nheo mắt lại khi nhìn thấy con rồng lửa này, khi thấy Dương Diệp muốn thả con rồng lửa này ra, hắn vội vàng nói. Nhân loại, ngươi thắng rồi, ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp thụ tâm. Con rồng lửa đột nhiên phun ra một ngọn lửa rơi xuống đất, hơn 10 cây cổ thụ đã hóa thành tro tàn. Vành mắt của các thụ nhân như muốn nứt ra. Thật ngại quá, lỡ tay thôi, chúng ta đi gặp thụ tâm thôi. Dương Diệp mỉm cười, sau đó thu con rồng lửa vào. Cơ mặt của thụ nhân dẫn đầu co giật, hắn trừng mắt nhìn Dương Diệp, sau đó hai tay giật giật, thả phá tinh cùng phá không và xoay người dẫn đường. Nhìn thụ nhân dẫn đầu này, trong mắt Dương Diệp có vẻ nghiêm trọng, thực lực của thụ nhân trước mắt này tuyệt đối rất mạnh mẽ. Có thể khống chế được phá tinh cùng phá không lại có thể không mạnh mẽ sao? Sở dĩ đối phương thỏa hiệp, khẳng định không chỉ là U Minh quỷ hỏa, bởi vì nếu như đối phương đồng ý trả giá, vẫn có thể đối phó được với U Minh quỷ hỏa của hắn. Nhưng không hiểu sao đối phương vẫn thỏa hiệp, hắn cảm thấy không hiểu lắm. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Lúc này, Ân Huyên Nhi nói. Chí ít năm thụ nhân này đều có thực lực cảnh giới tôn giả ngũ phẩm, bọn họ có lẽ sẽ kiêng kỵ U Minh quỷ hỏa. Nhưng tuyệt đối không khủng hoảng. Hơn nữa, đây là địa bàn của thụ nhân tộc, chỉ cần trả giá một chút, muốn giữ chúng ta lại cũng không phải là chuyện quá khó đối với bọn họ. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Ta biết, chúng ta đi thôi, ôi, hy vọng phiền phức của bằng hữu nàng đừng lớn quá. Đợi chàng cứu nàng, ta sẽ bảo nàng lấy thân báo đáp, chàng thấy thế nào? Ân Huyền Nhi chớp chớp mắt nói. Có phải là nàng đã truyền ra danh tiếng háo sắc cho ta hay không? Dương Diệp đột nhiên nghiêm mặt nói. Lẽ nào chàng không háo sắc sao? Ân Huyền Nhi hỏi ngược lại. Dương Diệp. Đỉnh núi Hám Thiên Sơn, ở trước cung điện do cây cực lớn xây dựng thành, hai bên thụ nhân đang giằng co. Thụ tâm, gả cho ta, ta làm vương của thụ nhân tộc, nàng làm vương hậu của thụ nhân tộc, chúng ta cùng nhau quản lý thụ nhân tộc,
không phải tốt sao? Một người thanh niên dịu dàng nói với nữ tử được các thụ nhân bảo vệ cách hắn không xa. Nữ tử tên là Thụ Tâm cũng không có hình dạng nửa người nửa cây, mà đã hóa thành hình người. Chẳng qua nàng cũng có phần không giống với nhân loại, đó chính là phần tóc, lông mày và cả mắt của nàng đều có màu xanh đậm. Cho dù như vậy, nhưng tất cả những điều này cũng không ảnh hưởng tới khí chất cùng gương mặt của nữ tử. Ngược lại, chúng càng làm cho nàng có một vẻ đẹp khác, xinh đẹp hơn nữ tử nhân loại nheo. Thẩm Mộc, người cũng dám tạo phản. Ở bên cạnh Thụ Tâm, một nữ tử trung niên với dáng vẻ nhân loại quát. Lão Thụ Vương vừa qua đời, Hoè Mộc tộc ngươi tự nhiên lại ép vua thoái vị. Ngươi sẽ không sợ bị giết cả chín tộc sao? Nam tử tên là Thẩm Mộc lạnh lùng liếc mắt nhìn nữ tử trung niên, nếu như không phải lão bà trước mắt này che chở cho Thụ Tâm, hẳn sớm có được Thụ Tâm cùng vương vị của thụ nhân tộc. Người này đúng là đáng chết mà. Lúc này, một nam tử trung niên bên cạnh Thẩm Mộc nói. Thụ Cần, người chắc hẳn đã biết rất rõ ràng, Thụ Tâm chẳng qua vừa bước vào linh cấp, muốn đi vào tôn cấp thì chí ít cần phải tới 100 năm. Hiện tại, Thẩm Mộc đã là linh cấp đỉnh phong, chỉ cần nhận được linh của Thanh Mộc hắn lập tức có thể đi vào tôn cấp, chỉ cần tốn 100 năm thì nhất định có thể bước vào hoàng cấp. Cho nên, hắn thích hợp hơn trở thành thụ nhân vương của thụ nhân tộc ta. Linh của Thanh Mộc. Thụ Cẩn cười lạnh một tiếng, nói. Thẩm Đăng, đây mới là mục đích thực sự của các ngươi đúng không? Thẩm Đăng, Hòa Mộc tộc ngươi không làm thất vọng lão thụ vương nhân sao? Khi nàng còn sống cũng chưa bao giờ bạc đãi Hòa Mộc tộc ngươi đi. Hiện tại lão nhân gia nàng vừa ngã xuống, Hòa Mộc tộc ngươi đã lập tức tạo phản, lương tâm của các ngươi đều bị đốt cháy hết cả rồi sao? Thẩm Đăng trầm giọng nói. Thẩm Mộc không phải đã nói rồi sao? Hắn bằng lòng lấy Thu Tâm làm thê tử, để cho nàng làm thụ nhân tộc vương hậu. Nực cười. Thụ Cẩn cười nhạo nói. Đừng tưởng rằng chúng ta không biết các ngươi có ý định gì, không phải là muốn dựa vào Thụ Tâm tới ổn định Thanh Mộc tộc chúng ta, những kẻ ủng hộ và bảo vệ hoàng phái. Nếu để cho các ngươi ổn định chính quyền, ta nghĩ, việc các ngươi làm trước tiên chính là hủy diệt tất cả thành viên của Thanh Mộc tộc. Thụ Cẩn, ngươi phải biết rằng, bây giờ chúng ta đàm phán cùng các ngươi, cũng không phải là sợ hãi các ngươi. Có 7 phần thụ nhân tôn cấp trong thụ nhân tộc ủng hộ Hòe Mộc tộc chúng ta. Sở dĩ chúng ta đàm phán cùng các ngươi, đồng thời để cho Thẩm Mộc cưới Thụ Tâm, chẳng qua là không muốn thụ nhân tộc chúng ta tự giết lẫn nhau, suy yếu thực lực của thụ nhân tộc chúng ta. Nhưng nếu như ngươi tiếp tục không biết tốt xấu, cũng đừng trách Hòe Mộc tộc ta lòng dạ độc ác. Thẩm Đăng lạnh giọng nói. Thẩm Thúc Thúc, Hòe Mộc tộc ngươi thật sự giành được vương vị của thụ nhân tộc sao? Lúc này, nữ tử tên gọi là Thụ Tâm kia đột nhiên nói. Nghe được 2 chữ Thúc Thúc, trong mắt Thẩm Đăng lóe lên một tia do dự, nhưng rất nhanh lại lạnh lùng, nói. Thụ Tâm, ngươi cảm thấy ngươi có thể dẫn dắt thụ nhân tộc đi về phía phồn vinh sao? Thụ Tâm im lặng một lát, sau đó nói. Ta có thể đưa ra vương vị thụ nhân tộc. Cái gì? Các thụ nhân ở bên cạnh Thụ Tâm nhất thời kinh sợ. Thụ Cần muốn nói, Thẩm Đăng lại nói. Nàng nói thật sao? Thụ Tâm khoát tay áo, ngăn Thụ Cần lại, nói. Tuy nhiên ta có một điều kiện, đó chính là ta phải dẫn theo những tộc nhân thụ nhân tộc của ta đi. Thẩm Đăng liếc mắt nhìn mọi người phía sau Thụ Tâm, sau đó nói. Ta đồng ý, tuy nhiên ta cũng có một điều kiện, đó là người phải để linh của Thanh Mộc lại. Tinh hồn của Mộc bên trong linh của Thanh Mộc, có thể cho thụ nhân tộc dưới hoàng cấp trực tiếp nâng cao một đẳng cấp, cho dù là đạt được cảnh giới hoàng giả, có linh của Thanh Mộc giúp đỡ, cũng có thể nâng cao thực lực, hắn sao có thể để loại bảo vật như vậy cho Thụ Tâm mang đi được. Không có khả năng. Lúc này Thụ Tâm phản đối nói. Đây là bảo vật của Thanh Mộc tộc, ta tuyệt đối không thể để cho nó rơi vào trong tay của người khác. Nếu như vậy, đừng trách Hòe Mộc tộc ta lòng dạ ác độc. Trong mắt Thẩm Đăng lóe lên sự che giấu. Thu Tâm lật tay phải, từ trong miệng nàng có một viên hạt châu màu xanh chậm rãi bay ra, rơi vào trong tay nàng. Nhìn hạt châu màu xanh lục trong tay, Thụ Tâm nói. Cái linh của Thanh Mộc này là do tổ tiên ta tập trung hết tinh hoa ngưng tụ thành, là vật truyền thừa của Thanh Mộc tộc ta. Nếu để cho nó rơi vào tay người ngoài, vậy Thụ Tâm ta sẽ trở thành tội nhân của Thanh Mộc tộc. Cho nên, nếu như Hòe Mộc tộc người muốn cướp lấy, vậy ta cũng chỉ có thể bị phá hủy nó. Thẩm Đăng biến sắc, sau đó bật cười, nói. Thu Tâm, ngươi cho ta là kẻ đần độn sao?
Hồn thanh mộc là do cường giả bán thánh ngưng tụ tinh hoa toàn thân ra, người có thể hủy bỏ được sao? Được rồi, ta không nói nhiều với người nữa. Ta cho người một cơ hội cuối cùng, để lại linh của thanh mộc, ta cho người dẫn theo thụ nhân của thanh mộc tộc ngươi đi. Nếu không, ngày hôm nay hòe mộc tộc ta lại diện thanh mộc tộc của ngươi. 10 thụ nhân cao khoảng 50 trượng xuất hiện ở phía sau Thẩm Đằng. Nhìn 10 thụ nhân này, đám người thụ tâm cùng thụ cần biến sắc, 10 thụ nhân tôn cấp lại thêm Thẩm Đằng, cũng là 11 thụ nhân tôn cấp. Mà bên các nàng chỉ có 4 gã thụ nhân tôn cấp. Thực lực chênh lệch quá xa, quá lớn. Thụ tâm, đợi nàng cùng đám người thụ nguyên đi trước, ta với đám người đại bá thụ thanh ngăn cản bọn họ. Vào lúc này không nên ngoan cố, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần ngươi còn sống, thanh mộc tộc ta mới có hy vọng. Thụ cần trầm giọng nói. Thụ tâm lắc đầu, nói. Muốn đi thì phải cùng đi. Thụ cần rất tức giận, đang chuẩn bị nói gì đó, Thẩm Đằng ở bên cạnh lại quát lớn. Ra tay. Thụ tâm. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một giọng nữ. Thụ tâm nghe tiếng nói nhìn lại, khi nhìn thấy người nói chuyện, nàng lập tức vui mừng, nói. Huyên Nhi, là nàng à? Người tới chính là đám người ân Huyên Nhi. Vèo. Đột nhiên, linh của thanh mộc ở trong tay thụ tâm đột nhiên hóa thành một đường ánh sáng màu xanh lục tiến vào trong cơ thể Dương Diệp bên cạnh ân Huyên Nhi. Thụ tâm cùng các thụ nhân thanh mộc tộc vô cùng kinh ngạc, mà sắc mặt Thẩm Đằng lại trầm xuống. Dương Diệp cũng sững sờ, thứ gì bay đến trong cơ thể mình vậy? Vào lúc hắn chuẩn bị kiểm tra, một đường ánh sáng màu xanh lục lại từ trong cơ thể hắn bay ra, đó chính là hạt châu màu xanh lục kia. Mọi người của thanh mộc tộc thở phào nhẹ nhõm, thụ tâm đang chuẩn bị triệu hoán linh của thanh mộc, nhưng trong phút chốc, linh của thanh mộc lại hóa thành một đường ánh sáng màu xanh lục tiến vào trong cơ thể của Dương Diệp. Các thụ nhân. Đám người ân Huyên Nhi. Lần đầu tiên linh của thanh mộc bước vào trong cơ thể Dương Diệp, nói cho đúng hơn là bước vào vòng xoáy nhỏ của Dương Diệp, ba linh vật thiên địa thanh vân tử điện, u minh quỷ hỏa, còn có cửu u hàn phong bên trong vòng xoáy nhỏ lập tức lộ ra sự thù địch rất lớn đối với kẻ vừa từ bên ngoài tới. Linh của thanh mộc mới vừa gia nhập nhỏ vòng xoáy, chỉ thấy đến ba linh vật căn bản không kém gì nó đang căm thù nó, xuất phát từ bản năng, nó lập tức bỏ trốn. Nhưng vừa trốn ra ngoài, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể Dương Diệp lại chợt hút nó vào. Do đó là ý của vòng xoáy nhỏ, thanh vân tử điện, u minh quỷ hỏa còn có cửu u hàn phong không dám căm thù linh của thanh mộc nữa. Mặc dù không có căm thù, nhưng bọn họ vẫn có bài xích. Linh của thanh mộc thấy ba người không căm thù nó cũng yên tâm, vì vậy nó tò mò di chuyển xung quanh, nó giống như ba linh vật thiên địa thanh vân tử điện lúc mới bắt đầu, tràn ngập tò mò cùng hưng phấn đối với vòng xoáy không gian nhỏ này. Nhưng rất nhanh, một tiểu nữ hài đã xuất hiện ở trước mặt nó. Nhìn thấy tiểu nữ hài, linh của thanh mộc giật mình, muốn bỏ chạy. Tiểu nữ hài chẳng qua chỉ vẫy tay một cái, linh của thanh mộc lại rơi vào trên bàn tay nhỏ bé của tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài xoa xoa linh của thanh mộc và bĩu môi, nói. Ngây thơ không có kiến thức gì, linh trí chưa phát sinh đạt tới cao đẳng, giống với ba tên kia, đều là kẻ ngu ngốc cả. Cho dù không thể làm món đồ chơi của ta, nhưng các ngươi vẫn có tác dụng với tên ngu ngốc Dương Diệp này. Muốn ở lại chỗ này thì phóng ra năng lượng của ngươi, giúp hắn nâng cao thực lực. Linh của thanh mộc lập tức lắc trái, lắc phải. Ngươi không muốn sao, tiểu nữ hài nhíu mày nói. Ngươi có tin ta bóp nát ngươi hay không? Giống như để lấy lòng tiểu nữ hài, thanh vân tử điện, u minh quỷ hỏa, còn có cửu u hàn phong xuất hiện ở xung quanh linh của thanh mộc. Từng tồn tại phóng ra uy áp mạnh mẽ, ép về phía linh của thanh mộc. Linh của thanh mộc kinh hoàng, vội vàng hạ thấp thắt lưng, nhưng rất nhanh lại biến thành lắc lư trái phải, dường như đang biểu đạt gì đó. Một lát, chân mày của tiểu nữ hài thư giãn ra, nói. Ta biết ngươi phóng ra năng lượng của ngươi sẽ làm nguyên khí của ngươi bị tổn thương rất lớn, nào, ngươi cảm nhận được xung quanh có đầy đủ năng lượng không? Ngươi phóng ra năng lượng của ngươi ra. Sau đó ngươi có thể ở chỗ này tu dưỡng, lấy linh khí ở đây, còn có hồng mông tử khí, tối đa nửa tháng sẽ có thể làm cho ngươi khôi phục lại. Thanh mộc hình như đang do dự. Ngươi có tin bây giờ ta có thể hủy diệt linh thức của ngươi, tạo ra một linh trí khác hay không? Tiểu nữ hài có chút tức giận. Nghe vậy, toàn thân linh của thanh mộc run lên, nó cũng không dám do dự nữa, lập tức chấn động kịch liệt. Tiếp theo. Rất nhiều quả cầu năng lượng màu xanh lục rất nhỏ từ trong cơ thể nó phóng ra ngoài,
những quả cầu năng lượng nhỏ này theo kinh mạch trong cơ thể Dương Diệp, chậm rãi tản về phía toàn thân hắn. Dương Diệp còn chưa kịp làm rõ tình hình, đã cảm giác được trong cơ thể đột nhiên phát ra một năng lượng khủng khiếp, sắc mặt Dương Diệp biến đổi, lúc này hắn ngồi xếp bằng dưới đất, vội vàng điều động luồng năng lượng khủng khiếp trong cơ thể này. Biến cố xảy ra quá bất ngờ, làm cho mọi người cùng các thụ nhân ở đây đều sửng sốt. Tại sao linh của Thanh Mộc chui vào trong cơ thể của nhân loại trước mắt này? Chỉ có hai người Thẩm Đằng cùng Thụ Tâm biến sắc, trong mắt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, bởi vì bọn họ biết rất rõ ràng, đây là linh của Thanh Mộc đang trợ giúp nhân loại trước mắt này nâng cao thực lực. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng nghĩ không ra, linh của Thanh Mộc làm sao có thể đột nhiên bước vào thân thể nhân loại trước mắt này, đồng thời còn giúp nhân loại này nâng cao thực lực. Phải biết rằng, mỗi lần linh của Thanh Mộc giúp đỡ người khác nâng cao thực lực, đều phải cần tiêu hao rất nhiều năng lượng của bản thân. Linh của Thanh Mộc làm sao có thể tiêu hao năng lượng của mình tới giúp đỡ nhân loại trước mắt này được chứ? Đám người Ân Huyên Nhi cũng sửng sốt trước cảnh tượng này. Tuy nhiên Ân Huyên Nhi lại nhanh chóng hiểu ra được, nàng biết bí mật của Dương Diệp, cho nên, nàng hiểu rõ tại sao linh của Thanh Mộc muốn lựa chọn Dương Diệp. Chẳng qua tình huống bây giờ thật sự không ổn. Bởi vì lúc này Dương Diệp rõ ràng muốn thăng cấp, xung quanh bọn họ đều là thụ nhân căm thù bọn họ. Vũ Nồng, người dẫn những nhân loại này tới vương cung của thụ nhân tộc ta làm gì? Thẩm Đằng nhìn về phía thụ nhân lúc trước dẫn theo đám người Dương Diệp đi tới đây, trách mắng. Thụ nhân tên là Vũ Nồng kia liếc mắt nhìn Thẩm Đằng, nói. Thẩm Đằng, Hoè Mộc tộc ngươi bây giờ còn không phải là vương của thụ nhân tộc, muốn hô to gọi nhỏ với ta thì chờ trở thành vương của thụ nhân tộc hãy nói. Hai mắt Thẩm Đằng nheo lại, nói. Vũ Nồng, người nói vậy là có ý gì? Không có ý gì cả. Vũ Nồng nói. Thanh Mộc tộc người cùng Hoè Mộc tộc tranh đoạt vương vị, điều này không có liên quan gì với Ngô Đồng tộc chúng ta. Ngô Đồng tộc chúng ta ở các đời đều trấn giữ ở xung quanh Hám Thiên Sơn, chỉ phụ trách. An toàn cho Hám Thiên Sơn, không tham dự vào tranh đấu vương vị, về điểm ấy, trước kia là như vậy, bây giờ cũng như vậy, sau này cũng sẽ không thay đổi. Nghe được Vũ Nồng nói vậy, thần sắc Thụ Tâm tối sầm lại, nếu có Ngô Đồng tộc trước mắt này giúp đỡ, cho dù Thanh Mộc tộc không thể tiếp tục trở thành vương tộc, nhưng muốn tự bảo vệ mình thì khẳng định không có vấn đề gì, đáng tiếc. Vẻ mặt Thẩm Đằng thâm trầm có chút đáng sợ, nhưng hắn cũng không dám ra tay với người trước mắt này, Ngô Đồng tộc cũng là một tộc lớn trong thụ nhân tộc, hơn nữa còn nắm giữ 4 phần binh lực của thụ nhân tộc, nếu như Ngô Đồng tộc liên thủ cùng Thanh Mộc tộc. Không thể nghi ngờ, đó chính là tai họa đối với Hoè Mộc tộc. Tuy nhiên chờ sau khi trở thành vương của thụ nhân tộc, hắn sẽ có cơ hội trừng trị Ngô Đồng tộc này. Ánh mắt Thẩm Đằng nhìn tới trên người Dương Diệp, nói. Ra tay, cướp đoạt linh của Thanh Mộc trước. Ai dám? Ân Huyên Nhi đi tới trước mặt Dương Diệp Kim Sa, ở sau lưng nàng đã biến hóa nhanh chóng, khôi phục ra bản thể. Ân Huyên Nhi vẫy tay một cái. 5 tên vệ sĩ mặc giáp màu vàng xuất hiện ở xung quanh của Dương Diệp, nói. Thẩm Đằng, ngày hôm nay người dám động thủ, ta bảo đảm phu quân ta nhất định sẽ đốt sạch Hoè Mộc tộc của ngươi. Nhìn thấy được 5 tên vệ sĩ mặc giáp màu vàng, Thẩm Đằng nheo mắt lại. Thật không ngờ tất cả bọn họ đều là cường giả tôn cấp, hơn. Nữa còn tương đương với cường giả nhân loại cảnh giới tôn giả ngũ phẩm. Thẩm Đằng trầm giọng nói. Yêu hồ chín đuôi người cùng thụ nhân tộc ta luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, bây giờ ngươi làm vậy là có ý gì? Ngươi là muốn khai chiến với thụ nhân tộc ta sao? Thẩm Đằng, ngươi có tư cách gì mà đại biểu cho thụ nhân tộc chứ? Ân Huyên Nhi cười lạnh nói. Còn nữa, ta bảo ngươi đừng động thủ, chính là muốn tốt cho ngươi thôi. Phu quân ta lại là một nam nhân nhỏ mọn, nếu đợi tới khi hắn biết ngươi muốn giết hắn, hắn tức giận lên. Chỉ sợ Hoè Mộc tộc ngươi sẽ bị xóa tên khỏi cuộc đời này. Đừng tưởng rằng ta đang hù dọa ngươi đâu. Bên cạnh, Mạc Khinh Nguyệt nhíu mày, liếc mắt nhìn Ân Huyên Nhi. Nữ nhân trước mắt này đang cố ý dụ người của Hoè Mộc tộc ra tay với Dương Diệp sao? Nàng muốn Dương Diệp giúp đỡ Thanh Mộc tộc à? Ha ha! Thẩm Đằng phá lên cười, sau đó chỉ vào Dương Diệp, nói. Hắn cũng đòi tiêu diệt được Hoè Mộc tộc ta sao? Người cho rằng hắn là nhân hoàng La Tuấn sao? Thật đúng là nực cười. Hắn chẳng qua chỉ là một con kiến hôi cảnh giới linh giả, lại có năng lực tiêu diệt được Hoè Mộc tộc ta à? Yêu hồ chín đuôi, không lẽ đầu óc ngươi đã hỏng rồi sao? Vậy ngươi cứ thử xem. Ân Huyên Nhi khẽ nói. Được,
ta lại thử xem sao. Thẩm Đằng dữ tợn nói. Giết chết bọn chúng. Nghe vậy, đám thụ nhân hòe mộc tộc phía sau Thẩm Đằng lập tức lao về phía đám người Ân Huyên Nhi. Bản thân hắn đã khôi phục lại bản thể, sau đó dùng bàn tay bằng gỗ cực lớn đánh mạnh về phía Dương Diệp. Kim Sa. Ân Huyên Nhi hét to một tiếng, Kim Sa khôi phục bản thể ngửa đầu hét một tiếng giận dữ rồi tung người nhảy lên, nhào về phía Thẩm Đằng. Thanh mộc tộc nghe lệnh đây, hòe mộc tộc phạm thượng làm loạn, giết chết không cần luận tội. Lúc này, Thụ Tâm đột nhiên nói, không thể nghi ngờ gì, bây giờ chính là cơ hội tốt cho Thanh mộc tộc, bởi vì có Ân Huyên Nhi giúp đỡ, cường giả tôn cấp bên phía bọn họ đã không thua kém gì hòe mộc tộc. Chẳng qua nghĩ đến linh của Thanh mộc, Thụ Tâm lại liếc mắt nhìn Dương Diệp bên cạnh, thầm nghĩ người này là bằng hữu Huyên Nhi, cũng sẽ không chiếm đoạt linh của Thanh mộc mới phải. Nghe được mệnh lệnh của Thụ Tâm, các thụ nhân Thanh mộc tộc ở sau lưng nàng không do dự, lúc này đều xông về phía thụ nhân của hòe mộc tộc. Cuộc đại chiến bắt đầu bạo phát ra, Dương Diệp vẫn ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt nhắm nghiền. Lúc này, ở trong cơ thể hắn có luồng năng lượng màu xanh lục tràn ngập khắp trên toàn thân của hắn, điều hắn phải làm là mau chóng hấp thu những năng lượng màu xanh lục. Theo Dương Diệp không ngừng hấp thu những năng lượng màu xanh lục, cảnh giới của Dương Diệp tăng lên cực nhanh. Không đến một khắc đồng hồ, hắn đã từ cảnh giới linh giả thất phẩm tăng lên tới cảnh giới linh giả cửu phẩm. Bên trong vòng xoáy nhỏ của hắn, linh của Thanh Mộc vẫn đang không ngừng phóng ra năng lượng màu xanh lục. Ầm, bàn tay bằng cây cực lớn của Thẩm Đằng va chạm mạnh vào cái đuôi dài của Kim Sa, một tiếng nổ lớn kinh thiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây, tiếp theo, một con cá sấu và một người lùi về phía sau hơn 20 trượng. Thẩm Đằng liếc mắt nhìn xung quanh, khi thấy phía bên mình đã rơi vào thế hạ phong, sắc mặt hắn trầm xuống, sau khi do dự một lát, trên mặt hắn đầy vẻ dữ tợn, nói. Thanh mộc tộc, là các ngươi ép ta, kể từ hôm nay, trên đời này sẽ không còn thanh mộc tộc nữa. Lăng Thiên Vũ, ta đáp ứng yêu cầu của đế quốc đỉnh hán ngươi, ra tay đi. Ha ha! Đúng lúc này, một tiếng cười lớn vang lên. Tiếp theo, một nam tử áo bào đỏ cùng năm người áo đen xuất hiện. Nam tử áo bào đỏ cười nói. Thẩm Đằng, người sớm đáp ứng chúng ta, có phải chúng ta sớm đã giúp người tiêu diệt thanh mộc tộc này, cũng không đến mức biến thành như bây giờ hay không? Thẩm Đằng trầm giọng nói. Lăng Thiên Vũ, ra tay đi, ta đáp ứng điều kiện của các ngươi. Không được không được. Nam tử áo bào đỏ cười nói. Bây giờ, ta muốn thêm một điều kiện, đó chính là linh của thanh mộc kia. Lăng Thiên Vũ, người nói vậy là có ý gì? Thẩm Đằng căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ mỉm cười, nói. Thẩm Đằng, nếu như linh của thanh mộc này ở trong tay người, chúng ta là đồng liêu, ta tất nhiên không có yêu cầu này. Nhưng đáng tiếc, lúc này kinh của thanh mộc này không phải của ngươi. Ý của ta là ai có năng dực nhận được kinh của thanh mộc, nó thuộc về người đó, người thấy thế nào? Thẩm Đằng im lặng một lát, sau đó nói. Có thể. Nói xong, hai cánh tay hắn di chuyển, rất nhiều dây rừng bắn nhanh về phía Dương Diệp. Mà nam tử áo bào đỏ kia lại cười lạnh, sau đó thân hình thoáng động, lập tức lại đến trước mặt Dương Diệp. Ngăn cản bọn họ, Ân Huyên Nhi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nàng vừa muốn xông qua, nhưng lại bị một cường giả tôn cấp của hòe mộc tộc quấn lấy. Năm tên vệ sĩ mặc giáp màu vàng vừa di chuyển, nhưng năm người mặc áo đen tại chắn ở trước mặt bọn họ. Kim Sa ngăn cản Thẩm Đằng, nhưng nam tử áo bào đỏ lại đi tới trước mặt Dương Diệp, nhìn Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất. Nam tử áo bào đỏ nhạt mỉm cười, sau đó thò tay chộp một cái về phía đầu của Dương Diệp. Lúc này, lục kiếm giao chắn ở trước mặt Dương Diệp, sau đó một đường kiếm quang bắn nhanh về phía nam tử áo bào đỏ. Kiếm ý tầng 7. Nam tử áo bào đỏ vô cùng kinh ngạc, hắn không dám khinh thường, đưa tay ra nắm chặt, đạo kiếm quang kia lại dừng lại ở giữa không trung, tiếp theo lại nổ ầm một tiếng. Lục kiếm giao vô cùng kinh ngạc, đang chuẩn bị tiếp tục ra tay. Mà lúc này, một bàn tay khổng lồ đã đi tới đỉnh đầu nàng. Lại là một đường kiếm quang hiện lên, kiếm quang nhanh như tia chớp, xuyên qua bàn tay khổng lồ ở trên đỉnh đầu của lục kiếm dao. Suy! Ở trong ánh mắt kinh ngạc của lục kiếm dao, bàn tay khổng lồ kia bị trực tiếp cắt thành hai nửa, máu tươi bắn ra giống như vòi. A! À, một tiếng hét thảm vang vọng, các thụ nhân dừng chiến đấu và kinh ngạc nhìn lại về phía bên này. Lăng Thiên Vũ là cường giả cảnh giới tôn giả lục phẩm. Đối với cường giả cấp bậc như hắn, đừng nói là bàn tay,
cho dù cả cánh tay bị chặt đứt cũng có thể lập tức mọc ra. Nhưng lúc này, hắn hoảng sợ phát hiện, bất kể hắn phát động như thế nào, bàn tay kia vẫn không có cách nào mọc ra được. Không chỉ có như vậy, chỗ bàn tay kia gãy còn có một lực lượng khủng khiếp đang ăn mòn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lục Kiếm Giao vui mừng, xoay người nhìn lại, Dương Diệp vốn ngồi xếp bằng trên mặt đất, chẳng biết đã đứng dậy từ lúc nào. Mà ở trong tay Dương Diệp là vỏ thanh kiếm cổ kiếm hoàng này. Ngươi cuối cùng đã tỉnh lại rồi. Lục Kiếm Giao vui vẻ nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Cảm ơn chuyện lúc trước. Lúc trước chính là thời điểm mấu chốt của hắn, nếu như bị nam tử áo bào đỏ này làm phiền, vậy hậu quả sẽ rất khó lường được. Ngươi còn khách khí như vậy làm cái gì? Lục Kiếm Giao cười nói. Ngươi có thể cứu ta rất nhiều lần, ta chỉ cứu ngươi một lần mà thôi. Dương Diệp mỉm cười, nói. Được, tiếp theo cứ giao cho ta. Kiếm ý tầng 9, kiếm ý tầng 9, ngươi là Dương Diệp. Đúng lúc này, nam tử áo bào đỏ đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Hắn là không xa lạ gì về Dương Diệp, đây chính là kẻ địch lớn của chủ nhân của hắn, cũng chính là La Tuấn. Chẳng qua hắn không nghĩ tới, Dương Diệp này không ngờ đã đạt được kiếm ý tầng 9. Kiếm ý tầng 9. Cần phải thông báo chuyện này cho chủ nhân mới được, nếu không sau này chủ nhân rất có khả năng sẽ bị Dương Diệp làm cho trở tay không kịp. Nghĩ đến đây, Lăng Thiên Vũ cũng không để ý tới chuyện trả lời Dương Diệp nữa, tay trái của hắn rạch về phía trước, một khe nứt không gian xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn vừa muốn tiến vào khe nứt không gian kia lại có bốn đường kiếm quang xuất hiện ở trước mặt hắn. Lăng Thiên Vũ vô cùng kinh ngạc, lúc này mà đi vào khe nứt không gian thì đã không kịp nữa rồi. Dù gì hắn cũng là cường giả cảnh giới tôn giả lục phẩm, nên phản ứng không chậm được. Ngay lập tức, hắn quyết đoán bỏ qua việc bước vào khe nứt không gian. Tay trái của hắn thò ra phía trước, thi triển ra lồng giam không gian. Bốn đường kiếm quang này bị lồng giam không gian giam giữ, nhưng chỉ chớp mắt một cái, bốn đường kiếm quang đã trực tiếp đánh nát hàng rào không gian. Sau đó, ở trong mắt của mọi người, Lăng Thiên Vũ còn không phục hồi lại tinh thần đã thấy từng thanh kiếm xuyên qua trước ngực. Ngươi đã. Lăng Thiên Vũ kinh hãi nhìn Dương Diệp, hình như muốn nói gì đó, nhưng hắn đã không có cơ hội nữa rồi. Ở dưới sự khống chế của Dương Diệp, kiếm ý trong cơ thể hắn chợt bạo phát ra, lập tức nghiền nát cả ngũ tạng lục phủ, làm cho hắn lập tức nhắm hai mắt và ngậm miệng lại. Mọi người ngây ra như phỗng, không ngờ được, một cường giả cảnh giới tôn giả ngũ phẩm lại chết như vậy. Ân Huyền Nhi liếc mắt nhìn Dương Diệp, dường như suy nghĩ tới điều gì. Mạc Khinh Nguyệt liếc mắt nhìn Dương Diệp, trong mắt hoàn toàn không che giấu sự chấn động cùng kiêng kỵ. Hai mắt Lục Kiếm Giao sáng ngờ, trong mắt đầy vẻ hưng phấn cùng vui sướng. Trong mắt Thẩm Đăng và đám thụ nhân lại lộ rõ vẻ không thể tưởng tượng nổi, không phải nhân loại trước mắt này là cảnh giới linh giả sao? Sao hắn có thể một kiếm giết chết được Lăng Thiên Vũ đã đạt tới cảnh giới tôn giả lục phẩm được? Còn nữa, Dương Diệp à! Người trước mắt này là người được thế giới nhân loại gọi là kiếm hoàng gì đó sao? Dương Diệp vẫy tay phải một cái, thi thể của nam tử áo bào đỏ bị thu vào trong không gian của vỏ kiếm cổ, sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía năm người áo bào đen bên cạnh. Khi Lăng Thiên Vũ nói ra thân phận của Dương Diệp, năm người áo đen đã có ý định rút lui. Người có tên, cây có bóng. Mặc dù Dương Diệp chỉ là cảnh giới linh giả, nhưng hắn có thể giết cường giả cảnh giới tôn giả. Đây đã không phải là chuyện gì bí mật nữa. Hơn nữa, đối phương ở ngay trước mặt bọn họ đã dùng một kiếm chém giết Lăng Thiên Vũ đạt cảnh giới linh giả lục phẩm, bọn họ làm sao dám tiếp tục ở chỗ này được nữa. Nhưng bọn họ muốn chạy thì đã muộn rồi. Ban đầu, bọn họ kìm chế 5 tên vệ sĩ mặc giáp vàng. Bây giờ, dưới sự điều khiển của Ân Huyên Nhi, 5 vệ sĩ áo vàng bắt đầu kìm chế ngược lại bọn họ rồi. Có 5 tên vệ sĩ mặc giáp vàng kìm chế. Bốn thanh đạo khí của Dương Diệp hóa thành bốn đường kiếm quang không ngừng xuyên qua. Không bao lâu, năm người mặc áo đen đã bị giết chết. Dương Diệp không thu thi thể của năm tên áo bào đen này, bởi vì bọn họ quá kém cỏi. Thẩm Đăng, người chạy đi đâu? Đúng lúc này, Thụ Cẩn đột nhiên hét to một tiếng, tiếp theo thân hình thoáng động, ngăn cản ở trước mặt Thẩm Đăng. Cùng lúc đó, thụ nhân của Thanh Mộc tộc cũng vội vàng xông tới, bao vây Hòe Mộc tộc. Thụ Cẩn, người thật sự muốn cá chết lưới rách sao? Thẩm Mộc trầm giọng nói. Cá chết lưới rách à? Thụ Cẩn cười lạnh nói.
Thẩm Đăng, ngươi cảm thấy Hoè Mộc tộc của ngươi bây giờ còn có năng lực cá chết lưới rách cùng chúng ta sao? Hoè Mộc tộc. Đúng lúc này, Thụ Tâm đột nhiên nói. Nếu như các ngươi chẳng qua chỉ tranh đoạt vương vị, nói tới nói lui, chung quy chỉ là chuyện nội bộ của thụ nhân tộc chúng ta. Nhưng hiện tại các ngươi lại cấu kết với huyền giả nhân loại đi đối phó với thụ nhân tộc chúng ta, lẽ nào Hoè Mộc tộc ngươi quên giáo huấn của tổ tiên rồi sao? Cấu kết với nhân loại à? Thẩm Đăng cười ha ha, sau đó chỉ vào Dương Diệp nói. Thụ Tâm, lẽ nào Thanh Mộc tộc ngươi lại không cấu kết với nhân loại sao? Cũng đúng, người thắng làm vua người thua làm giặc. Hiện tại Hoè Mộc tộc ta thất bại, nhưng điều này không có nghĩa là Hoè Mộc tộc ta sẽ mặc cho Thanh Mộc tộc ngươi tàn sát, cùng lắm thì mọi người lưỡng bại câu thương. Thụ Tâm liếc mắt nhìn ba người Dương Diệp, sau khi trầm ngâm một lát, nàng nói. Thụ nhân của Hoè Mộc tộc nghe đây. Ta biết các ngươi bị đám người Thẩm Đăng mê hoặc mới phạm thượng làm loạn. Lão Thụ Vương vừa trở về vòng tay của thiên địa, ta không muốn tạo ra nhiều giết chóc. Cho nên, ta lấy tổ tiên các đời cả Thanh Mộc tộc ra thề, chỉ cần các ngươi không phản kháng, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, ta chỉ tiêu diệt phe của Thẩm Đăng. Nghe nàng nói vậy, rất nhiều thụ nhân Hoè Mộc tộc có chút động tâm. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Thẩm Đăng biến sắc, vội vàng nói. Hoè Mộc tộc nghe đây. Trên tay các ngươi có máu của rất nhiều Thanh Mộc tộc y, các ngươi cảm thấy Thanh Mộc tộc sẽ bỏ qua các ngươi sao? Nếu như bây giờ các ngươi không phản kháng, chờ nàng trở thành thụ nhân vương, hoàn toàn nắm giữ thụ nhân tộc, đến lúc đó chính là thời điểm chết của các ngươi. Nghe được Thẩm Đăng nói vậy, rất nhiều thụ nhân Hoè Mộc tộc lúc trước động tâm lại bắt đầu do dự. Đúng lúc này, bốn thanh đạo khí lơ lửng ở trước mặt Dương Diệp đột nhiên chuyển động. Bốn thanh đạo khí hóa thành bốn đường lưu quang bắn nhanh về phía Thẩm Đăng. Người sau vô cùng kinh ngạc, rất nhiều dây leo lao về phía bốn thanh đạo khí. Tuy nhiên những dây leo này cũng không thể ngăn cản được bốn thanh đạo khí của Dương Diệp, ở dưới lưỡi kiếm sắc bén của bốn thanh đạo khí, gần như hoàn toàn không bị ngăn cản, những dây leo này lại hóa thành rất nhiều đoạn. Tiếp theo, bốn đường kiếm quang không ngừng di chuyển trên thân thể to lớn của Thẩm Đăng. Hai hơi thở sau, bốn thanh đạo khí trở lại trước mặt Dương Diệp. Hai con mắt cực lớn của Thẩm Đăng nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ oán độc vô tận, còn có kinh hoàng vô tận. Lại qua hai hơi thở, đột nhiên nghe ầm một tiếng, Thẩm Đăng nổ mạnh ở ngay trong mắt của mọi người. Dương Diệp nhìn lướt qua những thụ nhân của Hoè Mộc tộc bên cạnh đang đầy vẻ kinh hãi, sau đó nói với Thụ Tâm còn khiếp sợ. Thụ Tâm cô nương, bây giờ cô nương có thể chiêu hàng. Ta nghĩ bọn họ cũng sẽ không có ý tưởng gì khác. Dương Diệp cảm thấy, hắn nhận lợi ích từ Thanh Mộc tộc của người ta thì chắc hẳn là phải ra chút sức lực, hơn nữa, trong lòng hắn có chút hổ thẹn. Thụ Tâm liếc mắt nhìn Dương Diệp, đáng tiếc Dương Diệp mặc áo choàng, nàng không nhìn thấy rõ Dương Diệp, nói. Cảm ơn. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó lui qua một bên. Ân Huyền Nhi liếc mắt nhìn Dương Diệp, trầm tư suy nghĩ. Nàng biết. Từ nay về sau, Dương Diệp thật sự sẽ một bước bay lên trời. Thời đại kiếm hoàng thật sự sắp tới phút cuối cùng rồi. Dương Diệp, bây giờ có phải ngươi đã đạt được cảnh giới tôn giả hay không? Lục Kiếm Giao chạy tới bên cạnh Dương Diệp, hưng phấn hỏi. Có lẽ quá hưng phấn, lại có lẽ là nguyên nhân khác, Lục Kiếm Giao không gọi Dương Diệp là Diệp Dương nữa. Dương Diệp không trả lời vấn đề của Lục Kiếm Giao, hắn chẳng qua mỉm cười. Sau đó liếc mắt nhìn Mạc Khinh Nguyệt, nói. Mạc cô nương, chúng ta nói chuyện chứ? Cơ thể Mạc Khinh Nguyệt cứng đờ. Khi nhận thấy được tình trạng của Mạc Khinh Nguyệt, Lục Kiếm Giao vội vàng nói. Khinh Nguyệt, nàng đừng lo lắng, cho dù có đôi khi hắn rất xấu, nhưng bình thường hắn tuyệt đối sẽ không chủ động trêu chọc người khác. Hắn sẽ không giết nàng diệt khẩu đâu. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật. Mạc Khinh Nguyệt mỉm cười, khẽ gật đầu. Tại một chỗ hẻo lánh, Mạc Khinh Nguyệt cùng Dương Diệp chậm rãi đi tới. Ta nên gọi ngươi là Kiếm Hoàng Dương Diệp, hay là Diệp Dương, lại hoặc là biểu ca. Mạc Khinh Nguyệt phá tan sự im lặng. Dương Diệp dừng bước, nghiêng đầu nhìn nữ tử trước mắt, nói. Nàng biết thân phận của ta sao? Mạc Khinh Nguyệt khẽ gật đầu, nói. Khi ngươi giết chết Mạc Khinh Nữ, Mạc gia ta đã nghi ngờ ngươi là người của Mạc gia ta. Bởi vì trên người Mạc Khinh Nữ có truy hồn ấn do cường giả của Mạc gia ta lưu lại. Theo đạo lý, ngươi giết nàng, truy hồn ấn này chắc hẳn đã in ở trên linh hồn ngươi, nhưng lại không có. Như vậy chỉ có hai giải thích,
Đầu tiên là thực lực ngươi quá mạnh mẽ, xóa đi truy hồn ấn này. Nhưng lấy thực lực của ngươi trước đây, rõ ràng vẫn không làm được điều này. Thứ nhì, ngươi là người của Mạc Gia ta, bởi vì truy hồn ấn này không có tác dụng đối với người của Mạc Gia ta. Sau đó các ngươi bắt đầu điều tra về ta sao? Dương Diệp nói. Mạc Khinh Nguyệt khẽ gật đầu, nói. Nếu như người bình thường, Mạc Gia ta nhất định sẽ phải cường giả giết người, bởi vì Mạc Khinh Ngữ là thiên tài của Mạc Gia ta, ngươi giết nàng, cho dù ngươi là con riêng của gia chủ Mạc Gia hiện tại, ngươi cũng phải chết. Nhưng ngươi lại không hề tầm thường, ngươi là một thiên tài còn yêu nghiệt hơn cả Mạc Khinh Ngữ. Cho nên, Mạc Gia không phái cường giả đi ra giết người, mà bắt đầu điều tra về ngươi. Sau đó, các ngươi điều tra ra được sao? Dương Diệp nói. Mạc Khinh Nguyệt khẽ gật đầu. Vậy người Mạc Gia trước đây đã hại mẫu thân ta cùng ngoại tổ mẫu ta hiện tại còn đang ở trong Mạc Gia sao? Dương Diệp đột nhiên nói. Mạc Khinh Nguyệt nheo mắt, một lát sau mới nói. Vẫn còn, thứ lực của bọn họ ở Mạc Gia rất lớn. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Quay về Mạc Gia, lấy thực lực của ngươi muốn đi vào di tích thánh giả, rất có khả năng vào được, nhưng sẽ không thể quay về được. Cho dù đồ vật có tốt, nhưng cũng phải lượng sức mà giảm mới phải. Dương Diệp nói xong đã xoay người rời đi. Ngươi không trở về Mạc Gia xem thử sao? Mạc Khinh Nguyệt đột nhiên nói. Dương Diệp dừng bước, nói. Ta sẽ đi, thay ta chuyển lời cho gia tộc Mạc Gia hiện tại, hoặc có thể chủ sự. Kẻ năm đó hại chết ngoại tổ mẫu ta, đồng thời ép mẫu thân ta phải chạy thoát thân, ta không quan tâm bọn họ hiện tại ở Mạc Gia có địa vị gì, ta đều muốn bọn họ nợ máu trả bằng máu. Đúng rồi, hỏi giúp ta một câu, hiện tại Mạc Gia nương nhờ La Tuấn rồi sao? Mạc Khinh Nguyệt thoáng ngẩn người ra, sau đó nói. Còn chưa, La Tuấn từng phái người tiếp xúc với chúng ta, làm cho các đại trưởng lão trong tộc xuất hiện mâu thuẫn. Đáng tiếc, nếu như các ngươi nương nhờ La Tuấn thì tốt biết bao, như vậy ta lại có lý do để tiêu diệt Mạc Gia. Dương Diệp nói xong câu đó, thân hình thoáng động và lập tức biến mất. Nghe được Dương Diệp nói vậy, cơ thể Mạc Khinh Nguyệt run lên, nàng biết Dương Diệp không phải đang nói đùa, cũng không phải đang đe dọa nàng. Hắn thật sự nghĩ như vậy, tính toán như vậy. Đương nhiên, quan trọng nhất là nàng cảm thấy, Dương Diệp nói những lời này cũng không phải những lời cuồng vọng, hắn tuyệt đối có thể làm được. Cho dù bây giờ làm không được, nhưng sau này hắn cũng có thể làm được, hơn nữa còn không phải chờ quá lâu đâu. Dương Diệp là người của Mạc Gia, rốt cuộc là họa hay phúc cho Mạc Gia vậy? Thanh Mộc Cung, lúc này đây Thanh Mộc tộc ta có thể hóa nguy thành an, đồng thời dẹp yên được phản loạn, ít nhiều cũng nhờ có Huyên Nhi nàng. Chúng ta là tỉ muội tốt, ta sẽ không nói những lời cảm ơn xuông. Sau này, nếu như thụ nhân tộc ta có thể giúp được gì, nàng cứ thông báo một tiếng là được. Thụ Tâm ngồi ở trên vương vị được chế luyện từ cây mây, cười nói với Ân Huyên Nhi bên dưới. Nghe được Thụ Tâm nói vậy, rất nhiều trưởng lão thụ nhân tộc đều âm thầm gật đầu. Cửu Vĩ Yêu Hồ tộc mạnh hơn thụ nhân tộc rất nhiều, nếu như có thể liên kết được với Cửu Vĩ Yêu Hồ, không thể nghi ngờ, đó là chuyện tốt đối với thụ nhân tộc. Ân, Huyên Nhi cười nói. Tâm Nhi, chẳng lẽ nàng không cảm ơn phu quân ta sao? Nếu như không phải nhờ có hắn, ta cũng không chắc có thể đẩy lùi được cường giả đế quốc đỉnh hán kia đâu. Nàng không cần cảm ơn ta, phải. Lúc này, Dương Diệp vội vàng nói. Ánh mắt của rất nhiều thụ nhân đều tập trung ở trên người của Dương Diệp, bọn họ đều có thiện cảm với nhân loại trước mắt này, bởi vì nhờ có hắn giết cường giả của đế quốc đỉnh hán cùng tộc trưởng của bộ tộc Hòe Mộc, lúc này mới khiến bộ tộc Thanh Mộc hóa nguy thành an. Có thể nói, nếu như không có nhân loại trước mắt này, bộ tộc Thanh Mộc sẽ giữ nhiều lành ít. Ánh mắt của Thụ Tâm rơi vào trên người Dương Diệp, nàng cảm thấy rất tò mò về Dương Diệp, người này còn trẻ tuổi mà đã có thực lực kinh khủng như thế. Hơn nữa còn là kiếm hoàng của đời này. Thiên tài nhân loại này xuất hiện, cũng không biết là họa hay là phúc cho yêu tộc. Thụ Tâm, trầm ngâm một hồi lại nhìn thoáng qua Ấn Huyên Nhi, sau đó nhìn Thụ Cần bên cạnh, khẽ gật đầu. Thụ Cần hơi do dự, sau đó mới gật đầu xoay người rời đi. Không bao lâu, Thụ Cần đã đi tới giữa sân, chỉ là lần này trong tay nàng có thêm một cái bình nhỏ màu xanh. Khi thấy cái bình nhỏ này, rất nhiều thụ nhân ở đó đều biến sắc. Có người dường hồ muốn nói gì đó, nhưng lại bị Thụ Cẩn hung hăng trừng mắt, đành im lặng. Thụ Tâm đưa bình nhỏ qua, sau đó đi tới trước mặt Dương Diệp. Nói. Dương công tử có ơn lớn, ta không biết làm sao để cảm ơn cho hết được.
ở đây có ba giọt nước sinh mạng, là chút tâm ý nho nhỏ của chúng ta, mong rằng Dương công tử đừng từ chối. Nước sinh mạng sao? Ân Huyên Nhi nghe vậy, sắc mặt chấn động và nói. Tâm Nhi, nàng thật sự bỏ được sao? Không ngờ lại lấy ra nước sinh. Mạng và linh thanh mộc quý giá của thụ nhân tộc cho người kia. Ta cũng cảm thấy ghen tị đấy. Nếu như Huyên Nhi muốn, đợi sau này ta lại đưa cho Huyên Nhi một giọt là được chứ gì? Thụ Tâm cười nói, Ân Huyên Nhi lắc đầu, nói. Thứ này cứ 1000 năm mới có 10 giọt, rất đáng quý đối với thụ nhân tộc ngươi, ta sao có thể đòi hơn nàng được chứ? Dù sao nàng đưa cho hắn cũng chẳng khác nào đưa cho ta, ta cùng với hắn tuy hai mà một. Nàng nói xong lại trực tiếp thay Dương Diệp DP cầm lấy cái bình màu xanh kia, sau đó không ngừng quan sát Dương Diệp, nói. Nước sinh mạng à, nó có thể nâng cao thực lực của con người sao? C. Ân Huyên Nhi liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói. Tuy rằng thứ này không thể nâng cao thực lực, nhưng nó còn quý hơn nhiều so với thứ nâng cao thực lực. Có thứ này, sau này mặc kệ bị thương nặng thế nào, cho dù kinh mạch toàn thân hoặc là xương cốt bị nát hết, chỉ cần nuốt vào một giọt, người có thể lập tức khôi phục lại được. Tốt như vậy sao? Dương Diệp không thể bình tĩnh được. Ban đầu, bởi vì linh của Thanh Mộc, hắn vẫn muốn từ chối. Nhưng bây giờ, ai từ chối thì kẻ đó chính là đồ đầu đất. Được rồi, Dương công tử, Thụ Tâm có một chuyện muốn nhờ. Thụ Tâm đột nhiên nói. Dương Diệp nghe vậy, tim chợt đập thình thịch, nhưng không chờ Dương Diệp từ chối hay đáp ứng, Thụ Tâm lại nói. Linh của Thanh Mộc là bảo vật quý giá nhất của thụ nhân tộc ta, rất quan trọng với thụ nhân tộc. Cho nên, mong Dương công tử hãy trả linh của Thanh Mộc lại cho chúng ta. Dương công tử có ơn lớn với thụ nhân tộc ta, nếu như Dương công tử có yêu cầu gì, ngoại trừ linh của Thanh Mộc ra, chỉ cần thụ nhân tộc ta có thể làm được thì nhất định sẽ không từ chối. Nàng nói xong lại dịu dàng thi lễ với Dương Diệp. Trong cung điện, ánh mắt của tất cả thụ nhân đều nhìn về phía Dương Diệp. Ân Huyên Nhi cũng thưởng thức nước sinh mệnh kia nữa, ánh mắt cũng tập trung đến trên người của Dương Diệp. Dương Diệp cười gượng, chuyện hắn lo nhất đã xảy ra. Hắn nói, Thu Tâm cô nương, thành thật mà nói, mặc dù linh của Thanh Mộc này rất tốt, cũng có tác dụng đối với ta, nhưng ta thật sự còn chưa vô sỉ đến mức chiếm đoạt nó. Trước đó cô nương cũng thấy đấy, chính nó đã chạy đến trong cơ thể ta. Ta muốn nói là, không phải ta không trả lại cho cô nương, mà linh của Thanh Mộc không muốn đi ra. Tô Tâm nhíu mày, ánh mắt các thụ nhân tộc khác có phần không tốt. Hiện tại trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ, nhân loại trước mắt này vốn nhìn còn thuận mắt, không ngờ muốn chiếm đoạt linh của Thanh Mộc. Dương Diệp nói, ta biết các ngươi không tin, nhưng sự thực chính là như vậy. Lúc này, Dương Diệp cũng có chút buồn bực, quả thực cho dù là ai bị người ta xem là cường đạo cũng sẽ không dễ chịu gì. Hắn biết, sở dĩ linh của Thanh Mộc ở lại trong cơ thể hắn, chủ yếu là bởi vì coi trọng vòng xoáy nhỏ. Nhưng vấn đề là hắn không có biện pháp nào để nói với các thụ nhân kia. Nghe được Dương Diệp vậy, rất nhiều thụ nhân đã nổi giận. Nếu như không phải Dương Diệp đã từng giúp đỡ bọn họ, nếu như không phải e ngại thực lực của Dương Diệp, sợ là đã có rất nhiều thụ nhân ra tay rồi. Tâm Nhi, lời hắn nói, chắc là sự thực. Lúc này, Ân Huyên Nhi đột nhiên nói. Thụ Tâm không hiểu nhìn về phía Ân Huyên Nhi. Ân Huyên Nhi nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Là bởi vì nó sao? Dương Diệp biết Ân Huyên Nhi chỉ cái gì, hắn lập tức gật đầu. Ân Huyên Nhi nhìn về phía Thụ Tâm, đạo. Tâm Nhi, có lẽ nàng thật sự không lấy lại được đâu. Ta có thể bảo đảm, không phải hắn muốn tham lam chiếm lấy linh của Thanh Mộc. Về phần nguyên nhân gì, hắn có lẽ không thể cho nàng biết được, ta cũng không thể nói với nàng được, nếu không, hắn nhất định sẽ giết ta. Thật sự xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới mọi chuyện sẽ trở thành như vậy. Thụ Tâm cười gượng, nếu không phải Ân Huyên Nhi là bằng hữu tốt của nàng, nàng cũng nghi ngờ hai người này cấu kết với nhau lừa gạt linh của Thanh Mộc. Nàng vẫn tin tưởng Ân Huyên Nhi, hơn nữa, trực giác nói cho nàng biết, nhân loại tên gọi là Dương Diệp trước mắt này cũng không phải loại người như vậy. Tuy rằng với quen biết không lâu, nhưng nàng biết, đối phương là một người rất kiêu ngạo, nếu quả thật muốn chiếm đoạt tinh của Thanh Mộc, đối phương tuyệt đối sẽ không giải thích với nàng nhiều như vậy. Chỉ có điều, lẽ nào nàng lại phải chắp tay đưa bảo vật quý của bộ tộc Thanh Mộc cho người khác như vậy sao? Đừng nói nàng không đồng ý. Chỉ sợ toàn bộ thụ nhân của thụ nhân tộc cũng sẽ không đồng ý. Lẽ nào ngươi không thể hiện một chút được sao? Ân Huyên Nhi trừng mắt với Dương Diệp, đạo.
audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 42.